Câu chuyện oán thù vai trả. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni trụ tại thành Vương Xá, một hôm có một người lái buôn tên gọi là Phất Ca Sa muốn đi mua hàng hóa, nên sáng sớm đi đến thành La Việt. Nhưng vừa tới cổng thành thì đã bị một con trâu hút chết. Chủ con trâu thấy thế, sợ nếu giữ con trâu hung ác này lại thì về sau thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện không lành, nên đem con trâu đi bán với một giá rẻ mạt. Người chủ mới mua trâu xong bèn dắt trâu về nhà. Đi được nửa đường thì gặp một con sông, ông muốn cho trâu uống nước. Không ngờ bản tính hung bạo dữ dằn của nó thình lình trỗi dậy, nó dùng sừng hút người này chết tươi. Người nhà của nạn nhân thấy thế nổi giận, đem con trâu đi giết rồi đem thịt ra chợ bán. Có một người nông phu tham giá rẻ, mua đầu trâu về, lấy dây cột sừng trâu lại rồi xách về nhà. Ấn Độ là một nước nhiệt đới, vô cùng nóng bức. Người nông phu đi được một đoạn đường thì vừa nóng vừa khát, bèn treo đầu con trâu lên một cành cây, rồi ngồi dưới gốc cây này nghỉ ngơi. Quái lạ thay, sợi dây cột đầu con trâu mắc lên cành cây, bỗng dưng vô cớ đứt đoạn, khiến đầu con trâu rơi xuống, trúng ngay đầu người nông phu. Ông này bị trọng thương mà chết ngay tại chỗ. Chỉ trong vòng một ngày mà con trâu đã giết chết hết ba người. Vua Tần Bà Sa La nghe tin này rất lấy làm lạ, biết rằng bên trong phải có nguyên do gì đây. Ông bèn dẫn một số đại thần đem hoa quả hương đèn tới núi Linh Thú lễ Phật, rồi thỉnh ngài thuyết giảng cho nghe. Đức Phật kể cho vua Tần Bà Sa La nghe rằng, hồi xưa có ba người lái buôn đi qua nước láng giềng làm ăn mua bán. Họ muốn để dành tiền nên chiều hôm ấy, thay vì đi tìm khách sạn thì lại ghé đến nhà một bà lão xin mướn một căn phòng. Hai bên thỏa thuận giá cả xong, họ ở nhà bà lão ngủ qua đêm ấy. Sáng hôm sau, bà lão có việc phải đi ra ngoài. Ba người thừa cơ hội bà vắng mặt, liền lẻn trốn đi mất. Về đến nhà thấy thế, bà lão tức giận vô cùng, đuổi theo họ đòi tiền. Ba người phải gánh vác hành lý nặng nề, nên đi chưa được xa, đã bị bà lão bắt kịp. Họ thấy bà lão già cả, dễ ức hiếp, nên nặng lời nhục mạ, chửi mắng bà. Bà lão không làm gì được họ, phẫn uất mà nói, mấy người chỉ là một phường vô lại, thấy tôi già cả nên ức hiếp nhục mạ tôi. Nhưng hành động này của mấy người, thế nào cũng có ngày trả báo. Kiếp này tôi không làm gì mấy người được, nhưng kiếp sau, dầu tôi có sinh ra làm người hay dầu có mất thân người đi nữa, tôi cũng quyết sẽ báo thù. Tôi sẽ giết hết cả ba người, có thế mới hả được niềm căm hận này. Đức Phật thuyết câu chuyện nhân duyên quả báo ấy xong, ngài nói tiếp: con trâu hung ác chỉ nội trong một ngày mà giết hại đến ba mạng người, chính là bà lão tái sinh. Ba người lái buôn đã khinh miệt bà lão trong kiếp xưa, kiếp này đã lần lượt bị trâu hút chết trong vòng một ngày. Tội phúc như một chiếc bóng đi theo mọi người, mình khinh miệt người khác mà làm việc trái với lương tâm thì cũng chỉ có mình tự chịu lấy quả báo đau khổ về sau mà thôi. Quyền yếu ớt ngã khuỵu xuống, máu từ trong người ọc ra như suối. Từ đầu đến chân, nhớm một màu đỏ tươi. Cô nhìn thấy toàn thân mình nằm trên vũng máu, rồi bất ngờ liệm đi lúc nào cũng chẳng hay. Một lát sau, người thân phát hiện ra Quyền bị băng huyết trầm trọng mới nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện. Băng ca được đẩy vào phòng, các bác sĩ tức tốc tiến hành cấp cứu, rồi truyền nước biển cho cô. Dần dần Quyên tỉnh lại, nhưng trong người vẫn khó chịu bức bách kỳ lạ. Cô đưa tay lên ôm lấy phần ngực như có ai đó đang bóp nghẹt, cả tay và chân đều bị co rút. Thấy tình hình chưa ổn, họ quyết định siêu âm cho cô, tìm thấy một khối u kích thước khá lớn nên đã tiến hành mổ lấy ra ngay lập tức. Quyền vừa sinh con được 3 tháng lại bị băng huyết từ trước, cộng thêm quá trình mổ xẻ khiến lượng máu trong người lúc này gần như bị cạn kiệt. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Để bù cho lượng máu đã mất, bệnh viện phải huy động rất nhiều đơn vị máu mới đủ truyền kịp thời, giúp cô thoát cơn thập tử nhất sinh.
cô Hồ Thị Quyên sinh ra ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh thuộc tỉnh Trà Vinh. Gia đình đông con chỉ sống dựa vào nghề làm ruộng nên cuộc sống khổ cực vất vả. Đến thì con gái, như bao người khác, Quyên xây tổ ấm cùng với anh Trần Văn Thuận, có với nhau 4 mặt con, 3 gái và 1 trai. Cuộc sống hôn nhân cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Để cải thiện kinh tế, hai vợ chồng làm công việc mua bán heo, rồi tiến tới mở lò mổ, một số heo đem giao cho bạn hàng, số còn lại Quyên mang ra chợ bán lẻ cho người dân. Làm ăn phát triển, gia đình cô tậu được một căn nhà, cơm ăn áo mặc no đủ. Tưởng rằng cuộc sống từ đó êm đềm hạnh phúc, ai ngờ đâu vài ba năm sau bệnh tật bất ngờ ập xuống. Trong người Quyên thường xuyên xuất hiện những khối u lớn, cứ mổ lấy ra, một thời gian sau lại mọc tiếp. Lặp đi lặp lại như vậy, Quyên đã phải phẫu thuật nhiều lần, mỗi lần cô đều rất đau đớn, mệt mỏi, quằn quại. Chột dạ, Quyên nghĩ mình chả khác nào mấy con heo trong chuồng, hết con này đến con kia lần lượt lên bàn mổ. Bản thân cô thì 5 lần 7 lượt cũng phải lên thớt. Nằm trong phòng hồi sức, hình ảnh những con heo kêu réo quằn quại dưới lưỡi dao sắc lẹm lại rờn rợn hiện lên trong tâm trí của cô. Vẫn như mỗi lần, Quyên phát hiện thêm một khối u nữa xuất hiện. Dù đã mổ nhiều, nhưng lần nào cô cũng lo lắng như lần đầu tiên. Ca mổ hoàn thành, bác sĩ thông báo với cô. Không giống như 3 lần trước, lần mổ này là u ác tính, cô phải truyền hóa chất thôi. Quyên bất ngờ, hồi hộp, hỏi lại một lần để xác quyết. Tôi bị ung thư sao bác sĩ? Bác sĩ hạ giọng đáp, đúng vậy. Mặc dù đã quen sống trong bệnh tật nhiều năm, Quyên vẫn sững sờ trước kết luận này. Cô không nghĩ thần chết lại gọi tên cô sớm như vậy. Cô bỏ dở công việc ở lò mổ, nằm trong viện truyền hóa chất. Mỗi lần truyền xong, cơ thể như có lửa đốt bứt rứt rất khó chịu, tóc rụng cả đầu, người xanh xao hốc hác, gầy sợm cả đi. Nhìn lại quãng thời gian sống chung với bệnh tật suốt bao năm, Quyên tự hỏi, mình đã làm gì sai mà phải chịu đau đớn khổ sở như vậy? Cuộc đời thật là bất công. Bất hạnh đâu phải chỉ dừng lại ở bệnh tật, đứa con trai duy nhất của cô mắc bệnh động kinh, cứ điều đặn một là lại lên cơn co giật đến 3-4 lần. Bệnh viện đã kiểm tra nhưng không phát hiện ra nguyên nhân rõ ràng, dù đã điều trị nhiều lần nhưng đâu vẫn hoàn đó. Có người có tất cả, vậy mà cô dường như chẳng có gì. Con thì bệnh tật, chồng cũng chẳng ra chồng, dân gian có câu, sướng quá hóa hư, kể ra cũng đúng với trường hợp của chồng cô. Khi còn đói khổ, anh Thuận chịu khó lao động, quan tâm vợ con. Nhưng từ khi công việc mổ heo phát đạt, còn gọi là dư giả một chút, thì anh sinh tật ăn chơi, nhậu nhẹt, có khi đi suốt chẳng thèm về nhà. Mọi công việc trong gia đình từ bé đến lớn đều do một tay Quyên cán đáng. Ấy thế mà anh Thuận không những chẳng biết điều, cứ hễ về nhà lúc nào lại cãi nhau với vợ lúc đó. Quyên giờ đây, sức đã tàn, lực đã kiệt, trước những bất hạnh dồn dập xuống đầu của cô. Cô không ngừng trăn trở về nguyên nhân do đâu mình lại phải chịu đựng tất cả những nỗi thống khổ này. Và đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Năm 2001, mẹ của Quyên lâm trọng bệnh, 3 năm sau bà ra đi. Tham khảo mọi người xung quanh, Quyên tìm tới chùa thỉnh sư cô tới giúp đỡ gia đình mình làm tang lễ. Khi sư cô vừa tới nhà, thấy gia đình mổ 5 con heo làm đám, sư cô liền khai thị. Không được sát sinh như vậy, nhất là trong đám tang. Làm như vậy sau này mẹ cô phải đầu thai làm heo. Gia đình sát sinh, ắt cũng phải hứng chịu quả báo. Từng lời từng chữ của sư cô nói ra khiến Quyên có chút bối rối. Cô đáp lời. Thưa sư cô, mẹ con đã khuất bóng. Con nghĩ làm thịt 5 con heo để làm đám, coi như lần cuối được báo hiếu cho trọn vẹn. Sư cô liền nhấn mạnh. Gieo nhân lành gặp quả lành, gieo nhân ác gặp quả ác. Khi mình mang đau khổ tới cho chúng sinh khác, thì đương nhiên mình cũng phải chịu đau khổ tương ứng. Nhân nào quả nấy, cô phải nhớ rõ đây. Vốn sinh ra và lớn lên ở một miền quê hẻo lánh, chẳng có chùa chiền, không có Phật Pháp, Quyền không hề biết thế nào là nhân quả báo ứng. Cô không biết rằng sát sinh động vật lại là một tội ác. Những điều sư cô nói thật sự xa lạ, tuy nhiên Quyền cũng cảm thấy có phần hợp lý. Cô trầm ngâm, suy tư, rồi bắt đầu lo lắng, hoang mang. Nhưng cảm giác đó cũng sớm tan biến khi việc tang lễ còn đang ngập ngụa. Sau này, vào những lúc rảnh rỗi, mấy lời khai thị đó lại hiện lên, văng vẳng trong đầu. Quyên ngẫm nghĩ, mơ hồ bắt được manh mối lý giải cho thắc mắc về những bất hạnh trong đời mình.
cô bắt đầu năng đến chùa, một phần để tụng kinh hồi hướng cho mẹ như lời sư cô hướng dẫn, một phần muốn tiếp xúc với chùa chiền, Phật Pháp nhiều hơn. Cuối năm 2004, vào một buổi đêm, Quyền chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cô thấy mấy người phụ việc đang mổ heo trong lò. Trong đó có một con heo vừa được mổ xong xuôi rồi, đẩy xuống khỏi bàn. Nó đã bị chọc họng, phanh thây, máu me còn đẫm trên thân. Bất thình lình, Quyên nhìn thấy con heo đó chính là đứa con trai bị động kinh của mình. Cô hết hồn, bật người tỉnh dậy. Rồi Quyên bình tĩnh trở lại, cô thầm nghĩ. Phải chăng những lời sư cô nói là đúng? Chẳng những thế, nhiều lần Quyên mộng mị, thấy mình tự tay lôi mấy đứa con mà hàng ngày cô hết mực yêu thương đem lên bàn mổ heo. Cô dùng dụng cụ đâm họng, lóc da, xẻ thịt con mình như đang làm thịt những con heo không khác là mấy. Khi tỉnh dậy, cô kinh hãi thất thần. Hình ảnh đó ám ảnh cô ngày đêm. Đó chỉ là giấc mơ linh tinh mà thôi. Quyên tự nhủ trấn an tinh thần. Nhưng vì giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nên cô cứ nửa tin nửa ngờ, không phân định được. Quãng thời gian này, Quyên tạm ngưng làm nghề vì phải nghỉ điều trị ung thư. Do vậy, trong nhà không nuôi con heo nào cả. Một hôm cô lại nằm mơ, nhưng trong giấc mơ lần này là về người mẹ đã tạ thế. Trong mơ, Quyên thấy nhà con gái có nuôi một con heo bự. Con heo đang nằm gọn trong chuồng, nó hướng về phía cô, ánh mắt ương ướt, cất tiếng nói. Con ơi, lại tấn mụn cho mẹ đi, mũi cắn mẹ dữ lắm. Quyên giật mình, tiếng con heo sao giống y như là tiếng mẹ cô khi còn sống. Cô hỏi, trời ơi, thế này là sao vậy mẹ? Mẹ đã thành heo rồi. Con heo trả lời. Khi tỉnh dậy, Quyền không tin nổi vào những gì mình vừa mơ thấy. Nhưng thương mẹ, dù sức khỏe đang yếu, cô vẫn quyết đi lên nhà con gái một phen. Lên đến nơi, Quyền mới hay đúng là con gái mình còn nuôi một con heo. Nó rất bự và nằm trong chuồng y như cái dáng vẽ trong giấc mơ đêm qua. Không lẫn vào đâu được. Cô đi tới vuốt ve nó, nhớ lại lời sư cô nói rằng mẹ cô sẽ phải đọa làm heo mà khóc nức nở. Mấy hôm sau, cô con gái xuống nhà báo tin. Con heo bự đó chỉ bỏ ăn có một buổi chiều mà đã chết mất rồi. Quyền hay tin, đau lòng rơi lệ khóc. Quyền khóc không chỉ vì cái chết của con heo, tức mẹ cô đầu thai, mà còn vì hối hận chuốc nghiệp sát sinh bao năm của mình. Vì sự thống khổ của biết bao nhiêu con heo đã qua tay cô làm thịt. Cô không còn nửa tin nửa ngờ lời sư cô nói, cô đã có câu trả lời cho những nỗi bất hạnh trong cuộc đời của mình. Nhân quả báo ứng là có thật, chẳng có gì là bất công cả. Những đau khổ mà cô và gia đình đã phải chịu đựng là xác đáng, chưa kể quả báo còn kéo dài trong tương lai nhiều kiếp về sau. Quyên rùng mình sợ hãi nghiệp quả, quyết tâm bỏ hẳn nghề đồ tể. Cô hồi đầu sám hối lỗi lầm. Quy y Tam Bảo, lấy pháp danh là Diệu Minh. Những ngày tháng truyền hóa chất trong bệnh viện quá mệt mỏi, thi thoảng Quyên ra ngoài, đi lang thang, tình cờ ngang qua một ngôi chùa ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, liền xin được vào lễ Phật. Lễ Phật xong, cô lắng lòng, ngồi lại kể câu chuyện cuộc đời mình cho sư thầy trụ trì, và được thầy giảng giải cho cô nghe nhiều hơn về Phật Pháp. Thầy khuyên, con hãy bắt đầu tu tập, ăn chay niệm Phật để bù đắp tội lỗi xưa kia của mình và hướng tới một đời sống an lạc hơn. Quyền nhanh chóng tiếp nhận, ngay khi trở về lại bệnh viện, cô không còn nghĩ ngợi gì nhiều, ngày ngày chuyên tâm niệm Phật. Quyền thương chồng, muốn anh hồi đầu giống mình, nên một lần đánh bạo khuyên nhủ anh. Gia đình chúng ta ra nông nỗi này là do hành nghề đồ tể, cướp đi bao sinh mệnh, gieo rắc đau khổ cho biết bao chúng sinh. Trên đời này có nhân quả báo ứng, anh hãy sám hối tu tập cùng em đi. Em nói linh tinh gì vậy? Vợ thì tha thiết là thế, còn anh Thuận lại nghĩ chắc Quyền chẳng còn sống được bao lâu nên mới ăn nói lung tung. Chẳng đối hòa gì lời của cô. Quyền được trở về nhà sau lần mổ thứ 5 và truyền 8 liều hóa trị. Kể từ lúc đó, Quyền bỏ ăn mặn, chuyển sang chay trường, siêng năng học hỏi giáo lý Phật Pháp, tu tập tinh tấn mỗi ngày. Cô cầu nguyện. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, xin người hãy cứu con muốn được sống tiếp để tu hành hồi hướng công đức cho chúng sinh. Giờ đây, Quyền chỉ một lòng tu tập, không chán chường hay để ý nhiều tới căn bệnh ung thư của mình nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, vào tháng 5 năm 2007, Quyền tự nhiên bị cảm sốt liên tục, bất ngờ mọc lên một khối u ở gần cánh mũi. Tình huống này chẳng còn mới lạ gì với Quyên, cô bình tĩnh lên bệnh viện khám.
được bác sĩ kê đơn thuốc, sau 15 ngày thì tiến hành mổ lấy u. Trong khoảng thời gian nửa tháng chờ mổ đó, cô thường xuyên lên chùa niệm Phật, vừa niệm cô vừa lấy tay rờ rờ vào khối u. Một buổi sáng sớm tinh mơ, đồng hồ điểm 4 giờ, Quyên tỉnh dậy rửa mặt, cô nhìn vào gương thốt lên, ô, khối u đâu mất tiêu rồi. Cô nghĩ có khi nào mình vừa ngủ dậy mắt còn lờ đờ nên không nhìn rõ hay không. Cô vội lấy tay dụi vào hai mắt cho tỉnh ngủ hẳn, rướng đôi mắt tới gần phía gương, một tay cứ lần lần lên mặt. Biến mất rồi, cái u biến mất thật rồi. Quyền reo lên sung sướng. Cô biết đó là nhờ công đức tu hành niệm Phật, khối u đã không còn nữa. Và từ đó trở đi, sức khỏe của Quyên cũng ngày một tiến triển tốt hơn. Chứng kiến từng ấy chuyện xảy ra, anh Thuận cuối cùng cũng phải thừa nhận có nhân quả báo ứng, phát tâm đi chùa niệm Phật cùng vợ, thi thoảng làm từ thiện. Nếu trước ngang tàn thì nay đã hiền lành, đàng hoàng hơn, quan tâm vợ con hơn trước. Anh cũng quy y cửa Phật, lấy pháp danh là Huệ Tiết. Từ một gia đình làm nghề đồ tể, giờ đây họ đã quay đầu, trở thành một gia đình Phật tử. Cả hai vợ chồng và các con đều quy y Tam Bảo, nguyện bỏ ác làm lành, nương theo giáo lý Phật Pháp để được an lạc về sau. Quy luật nhân quả là một quy luật quan trọng chi phối đời sống của mọi chúng sinh. Không khó để quan sát sự hiện diện của nó trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm vững quy luật nhân quả, chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra và làm chủ tương lai của chính mình. Muốn có một tương lai tốt đẹp, hãy gieo nhân thiện lành, chớ dại dột tạo nghiệp ác. Tương lai phía trước chắc chắn đầy khổ đau, chân lý rõ ràng là thế, nhưng không phải ai cũng chịu quan sát và rút ra bài học cho bản thân. Đến khi quả báo đã chín mùi thì hối hận không kịp. Tôi đem những câu chuyện hiện thế báo ứng trong đời sống ghi vào đây chính là muốn cảnh báo nhắc nhở những người con bất hiếu nên cải tà quy chánh. Nếu không, một khi ác báo tới, có hối hận cũng đã quá muộn màng. Con bất hiếu, cháu vô tình, ác tâm bỏ mẹ cha đó chết, thử hỏi thế nhân tình nghĩa đâu, trời xanh chẳng tha thứ tội này. Láng giềng kể cho tôi nghe một câu chuyện xảy ra tại quê của họ. Hỏi, đây có phải là nhân quả báo ứng như lời Phật dạy không? Tại thôn X, huyện Y thuộc tỉnh Cát Lâm, có một gia đình 8 người, trong một thời gian ngắn đã xảy ra tấn bi kịch mà khắp 10 phố 8 quê ai cũng biết. Tuy đa số không hiểu Phật Pháp là chi, nhưng ai cũng cho đây là báo ứng. Hai vợ chồng trong gia đình này suốt bao nhiêu năm dốc sức cấy cày nuôi dưỡng 6 người con bao gồm 3 trai 3 gái, lo chu toàn trách nhiệm kẻ làm cha mẹ. Họ cưới dâu, xây nhà cho con trai ra riêng, sắm đủ củ hồi môn để gả con gái. Thực hiện chu toàn những việc này không phải dễ, rất vất vả khó khăn là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Người cha do lao lực quá độ mà bị bệnh nặng rồi qua đời. Trong thôn ai cũng thở dài cảm thán, nói ông mệnh khổ, nhưng bà vợ của ông mệnh càng khổ hơn. Vì chồng mất chưa đầy một tháng thì bà vợ bị xuất huyết não, dẫn đến bản thân bất toại phải nằm trên giường. Tuy bản thân có thể dùng tay trái để ăn cơm, song không thể đi vệ sinh hay tắm rửa, rất cần có người dìu đỡ chăm sóc. 6 đứa con gồm cả trai lẫn gái và 6 dâu rể, tổng cộng là 12 người, chưa tính đến cháu, đã đối đãi như thế nào với người mẹ cả đời gian khổ vì con này. Mới đầu họ sắp xếp 2 người một nhóm luân phiên chăm sóc, nhưng chẳng bao lâu vợ chồng 3 đứa con trai cảm thấy rất chán ngán phiền mệt nên trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện. Do giữa các nàng dâu và mấy cô con gái bất hòa, thường nổ ra gây cãi âm ỉ, vì vậy họ cấm không cho bên con gái đem cơm chăm sóc cho mẹ nữa. Mới đầu ba cậu con trai còn cho mẹ ăn uống chút đỉnh, sau đó họ nghĩ nếu ăn uống thì phải đi nhà xí, nên ba cô con dâu bắt đầu giảm khẩu phần ăn cho mẹ chồng, có khi cả ngày không cho bà dùng món chi cả. Do con gái và ba cô con dâu không thuận hòa nên 10 ngày nửa tháng họ cũng hiếm khi đến thăm. Có lần ba cô con gái đến thăm mẹ, phát hiện ra bà yếu đến mức không còn sức, ghé sát tai thì mới nghe giọng bà thều thào, mẹ đói, mẹ đói. Thế là họ vội tìm chút gì đó cho mẹ ăn. Nào ngờ ba nàng dâu thấy vậy nổi cơn thịnh nộ, chạy đến chỗ mẹ chồng nằm, lớn tiếng quát, bà mới dùng xong 2 chén cháo, sao còn đòi ăn nữa, có phải là muốn chết hay không?
bà nói vậy khiến con gái bà tưởng chúng tôi bất hiếu đấy. Nhờ ba cô con gái kiên trì, cuối cùng bà cũng được dùng một chút ít. Lúc cho mẹ ăn, ba cô con gái thừa dịp chị dâu đi vắng, bèn luồn tay vào sờ thấy bụng mẹ hớp gầy, chứng tỏ lời ba chị là dối trá. Thế là hôm sau, ba cô con gái đem đến cho mẹ 6 cái trứng gà. Bà ăn ngấu nghiến, chốc lát đã hết sạch. Sau đó như được tăng lực, bà mách nhỏ với ba cô con gái. Các con không đến thì tụi nó một chút cơm nước cũng ít chịu cho mẹ dùng. Chúng muốn mẹ chết đói đó. Mấy ngày sau, ba cô con gái mang đến cho mẹ thức ăn ngon để tẩm bổ. Con gái đang cho bà ăn thì bị ba anh trai nhìn thấy. Họ liền vào giật lại ném xuống đất, dùng chân chà đạp lên thức ăn. Phẫn nộ mắng em không được cho mẹ dùng. Diễn cớ là bà bị xuất huyết não, không thể ăn được đồ bổ, dễ bị xuất huyết. Họ còn bảo, các cô mà làm mẹ chết thì ai chịu trách nhiệm đây? Muốn lo cho mẹ thì hãy rước mẹ về mà lo. Đừng tới đây cho ăn mà không chịu cu mang. Chuyện trong nhà họ chẳng mấy chốc lan ra cả thôn, ai cũng đều biết. Không bao lâu, nơi sân họ vọng ra tiếng khóc lóc kêu gọi mẹ thảm thiết. Sự nhẫn tâm, bỏ mẹ đói khát khiến cho bà cụ xấu số bất hạnh phải lìa đời sớm. Tiếng các con bà khóc than kêu gào nghe vang trời động đất. Họ mặc áo tang đưa mẹ đi chôn, giấy tiền vàng mã được ném đầy lên không trung, bị cơn gió lạnh phẫn nộ thổi bay tứ tán. Một tháng sau, cậu con trai cả bị nghẽn mạch máu phải vào viện cấp cứu. Tuy được cứu sống nhưng trở thành liệt nửa người, tay chân co rút. Cậu cả xuất viện được một tháng thì cậu hai và nàng dâu cả tiếp nối vào bệnh viện. Họ cũng bị y chang chứng nghẽn tách mạch máu não. Được 12 ngày, hai người này vẫn chưa xuất viện thì cô con gái thứ hai cũng đồng chứng bệnh như trên, phải nhập viện gấp. Cô gái thứ hai xuất viện được 2 ngày thì nàng dâu thứ ba cũng vào viện, không phải bị nghẽn mạch máu não mà bị thủng bào tử. Cô này vẫn còn đang điều trị thì chàng rể thứ ba bị xe tông văng ra xa hơn 2 mét. Lúc đưa đến bệnh viện tuy còn thở, nhưng toàn thân xương cốt đa phần đều bị gãy, xương gối trái bị nứt, gối trái dập nát, suốt mấy tháng liền không cử động được. Tính ra người mẹ chết chưa đầy 1 năm thì con trai, con gái, dâu rể đã liên tục nối đuôi nhau vào viện. Người nào khi ra viện cũng tốn hơn vạn tiền. Có người đã bình luận trường hợp của họ như thế này: bệnh viện tỉnh đã được gia đình các nghịch tử này nuôi tốt vì thu được bộn tiền. Trong thời gian đó, câu chuyện bất hiếu của họ được đồn vang khắp nơi. Ai cũng biết, chuyện của họ trở thành đầu đề cho mọi người bàn tán trong lúc làm việc hay nhàn rỗi. Mặc dù địa phương đó rất ít người tin Phật, nhưng trong lúc luận đàm, ai cũng nhất trí nói rằng đây chính là báo ứng cho những kẻ làm con mà bất hiếu. Chuyện vẫn chưa hết, câu cá dù bị bán thân bất thoại, nhưng hôm nọ khi di chuyển trên đường lại bị xe tông thêm một nạn nữa làm tổn thương não, thành ra người thực vật, nghe nói đến nay vẫn còn nằm trong nhà. Không bao lâu sau thì cậu hai bị viêm gan, bị cơn bệnh dày vò hơn 1 năm thì chết. Tiếp theo nàng dâu cả bị nghẽn mạch máu cũng lìa đời. Láng giềng tôi kể, cháu trai cháu gái nội ngoại đa số đều do một tay bà chăm sóc, nhưng lúc bà bệnh nằm viện suốt một thời gian dài, không đứa nào ngó tới nghe mà chạnh lòng. Chỉ mong các vị thiện tri thức dạy cho họ Phật Pháp để chuyển biến vận mệnh xấu về sau này. Nếu không, thiên lý trừng phạt công minh, kết cục bi thảm của hậu bối bà thật khó mà tưởng tượng nói. Nghịch tử cố ý bỏ mẹ bị đói khát, ngâm hại mẹ chết. Tùy dân chưa mách, quan chưa tra, họ tuy không bị quốc pháp trừng trị, thế nhưng lưới trời lòng lộng, tùy thừa mà khó thoát. Những người con bất hiếu này, từng người đều thọ ác báo. Đây thật sự là vạn sự vạn vật trên đời đều đang thuyết pháp cho chúng ta thấy. Thiện nhân thuyết pháp của thiện nhân, ác nhân thuyết pháp của ác nhân. Người thuyết pháp người, súc sinh thuyết pháp súc sinh. Bạn phải hiểu rõ minh bạch để mọi hành vi từ ăn ở đi đứng đều áp dụng pháp Phật đã dạy. Sống phải hành xử như thế nào là do chính bạn quyết định. Tôi đem những câu chuyện hiện thế báo ứng trong đời sống ghi vào đây chính là muốn cảnh báo nhắc nhở những người con bất hiếu nên cải tà quy chánh. Nếu không, một khi ác báo tới, có hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Chuyện có thật ở Thừa Thiên Huế, 6 lần xuống thăm địa ngục. Bạn có tin rằng tồn tại một cõi đầy bí ẩn và sự khủng khiếp?
được gọi bằng một cái tên mà chỉ khi nhắc tới thì ai cũng phải rùng mình: địa ngục. Tôi là Hoàng Minh Thắng, sống tại thôn Vĩnh Lưu, Phú Lương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, sinh năm 1989. Câu chuyện sau đây có thể khiến bạn nghi hoặc, hoang mang hay sợ hãi. Nhưng với tôi, nó là một trải nghiệm chân thực. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên trong cuộc đời của mình. Nó khiến thay đổi thế giới quan của tôi một cách sâu sắc. Và trên hết, nó dạy tôi sống tử tế và biết trân trọng từng giây phút được sống ý nghĩa ở kiếp người. Tôi thường xuyên bị bóng đè, có những lần thấy rõ những hình ảnh đó. Khi thì là anh bộ đội, khi thì là một cô gái. Nhưng vốn là một học sinh chuyên toán, giờ đi làm nhà nước, lại về làm khoa học. Nên tôi cảm thấy hiện tượng bóng đè là hiện tượng khoa học và không lấy gì làm sợ hãi hay có chút suy nghĩ gì. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lần đó. Vào khoảng tháng 8 năm 2017, vẫn như thường lệ, tôi lại bị bóng đè. Lần này vẫn là cô gái mà tôi hay gặp trong những lần trước. Thường thì cô ấy chỉ đứng cạnh tôi, khuyên răn tôi những điều hay lẽ phải. Tôi nghĩ cô ấy là người tu hành, nhưng lần này thì khác. Cô ấy cùng một người đàn ông trung niên khác dẫn tôi đi tới một nơi. Nơi ấy, ban đầu hai bên đường đều là hoa màu đỏ và vàng úa. Họ nói là hoa la lan và hoa sa đéc. Lại gần xem thì hoa có năm cánh sắc nhọn, trông rất lạ. Rồi chúng tôi đi tới một chiếc cầu nhỏ, gặp một người phụ nữ. Bà ấy nói đây chính là âm phủ và báo cho tôi biết thứ bảy này trong họ nhà tôi sẽ có người mất. Đi qua con đường đầy hoa đó là một dòng sông. Trải dọc bờ sông là những chiếc xích cực lớn, cỡ như một người đàn ông 60kg. Rồi tôi gặp một nhóm rất đông, những người nói rằng họ đã chết. Có những người nói họ muốn đi cùng tôi, lại có những người dọa dẫm tôi. Cũng có vài người nhận ra rằng tôi chưa chết. Những người này cho rằng tôi có oai thần rất lớn mới có thể còn chưa chết đã xuống đây. Nhưng hơn ai hết, tôi biết rằng tôi có người dẫn đường, phù hộ cho thì mới xuống đây được. Bỗng nhiên, tôi được đưa trở lại dân gian. Và khi tỉnh lại, song văng vẳng trong đầu là lời dặn dò của cô gái kia là phải lo tu. Có lẽ mọi thứ tôi sẽ cho là một giấc mơ kỳ quái thôi nếu như không có chuyện này xảy ra. Quả nhiên, vào thứ bảy tuần đó có một người trong gia tộc của tôi qua đời, y như lời người phụ nữ kia đã báo. Điều đó khiến thế giới quan của tôi đảo lộn. Tôi suy nghĩ rất nhiều và dần nhận ra trên đời này còn tồn tại những thế giới khác, chứ không chỉ mỗi thế giới vật chất này. Sau lần đầu tiên đó vào tháng 3 năm 2018, một lần nữa cô gái ấy lại dẫn tôi đi. Tôi được dẫn đến một khu rất đông người, nhưng lần này cảnh tượng thật đáng sợ. Người người lớp lớp nhô lên ngập xuống, quằn quại trên một bề mặt toàn lửa là lửa. Nhìn kỹ thì là nham thạch nóng chảy đang sôi lên sùng sục. Trời đất thiên địa ơi, lửa bình thường đốt đã đau đớn lắm rồi, đây là nham thạch nóng chảy thì đau đến mức nào? Khi tôi còn chưa hết bất ngờ thì một bàn tay chụp đến, kéo chân tôi xuống. Sợ quá, tôi chỉ còn biết niệm Phật liên hồi. Thật kỳ diệu, một sức mạnh vô hình giữ tôi lại. Họ đã không thể kéo tôi xuống được biển lửa đó. Tôi liền chạy thật nhanh, thì đến một khu vực. Ở đây có những bàn nhậu, nhiều người đang ngồi quanh bàn. Nhưng đây là địa ngục, nên bàn nhậu không có giống như trần gian. Có bia nhưng không được uống. Không ai đánh đập mà tự họ quay cuồng đến mức độ nghiêng dại. Họ vò đầu bứt tay, quằn quại vô cùng đau đớn. Và bên cạnh họ, tôi nhìn thấy một bảng ghi rất rõ: tội sử dụng bia rượu và các chất gây nghiện. Tôi lại đi tiếp, tới một cây cầu treo rất nhỏ và khó đi. Tôi lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cây cầu lắc lư, nhưng rồi tôi cũng vượt qua được. Vừa qua bên kia, đập vào mắt là cảnh tượng một người phụ nữ phương Tây rất đẹp, mặc váy xanh, mũm mĩm với làn da trắng gợi cảm. Cô bị một con quỷ mặt mũi hung tợn, thân người mà mặt chó sói. Nó phóng cây lao xuyên qua người cô, cắm lên tường, nhìn cực kỳ rùng rợn. Tôi hỏi và được cho biết cô ta bị hành hình là do mắc tội ngoại tình và giết chồng.
Tôi buộc miệng, tội quá, đừng làm vậy. Con quỷ lập tức quay lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt hung tợn chưa từng thấy, chỉ nhìn thôi là tôi hồn vía rụng rời. Nhà ngươi cũng sẽ bị kết cục như vậy đó. Phục, con quỷ chặt đầu cô ta quăng xuống đất, chỉ và nói như quát, tội ngoại tình. Sợ quá, tôi giật mình tỉnh giấc, mà đầu thì vẫn văng vẳng lời dặn dò của cô gái dẫn tôi đi, phải biết tu sửa. Quả báo của tội ngoại tình, giết người thật đáng sợ. Tôi thề sẽ sửa đổi bản thân, không dám phạm tội này nữa. Sau trải nghiệm kinh hoàng đó, bẵng đi một thời gian, qua năm sau, khoảng tháng 3 năm 2019, tôi lại bị ai đó đè nặng khi đang ngủ. Rồi tôi có cảm giác rơi vào một cái hố sâu hun hút như trên một đường ống khổng lồ. Nó đen xám, sâu hun hút, rồi rơi xuống một cái đầm lầy trong tình trạng bị trói cả tay và chân. Ở đây có rất nhiều người cũng bị trói như tôi, tất cả đều rất hoảng loạn. Rồi một con quỷ hình thù trông ghê rợn cầm dao đi tới định thọc vào họng tôi. Tôi sợ điếng cả người. May bỗng có một người đàn ông đẹp trai, bận đồ vét, rất phong độ, đi tới ngăn lại. Tuy ông ấy không nói ra miệng, chỉ dùng tâm truyền tâm, nhưng con quỷ và bản thân tôi đều có thể hiểu rằng ông ý ngăn lại, và tôi không phải là người đã chết, chỉ đi tham quan mà thôi. Con quỷ dừng lại, cho tôi ăn một thứ gì đó. Chỉ nhớ rằng sau khi ăn, lòng ngực tôi đau khủng khiếp, đau như muốn nổ tung ra, rồi họ lại cho tôi uống một thứ nước, ngay sau đó khiến tôi bình thường lại. Người đàn ông bận áo vét đó đưa tôi đi. Ông ấy nhắc lại cho tôi biết, đây chính là âm phủ. Trước mắt tôi hiện ra đầy rẫy những căn phòng tra tấn. Đại khái bạn có thể hình dung giống như mấy cảnh tra tấn thời Trung Cổ, kiểu như lính Mỹ tra tấn tù binh trong phim đó. Song hành hình mang rợ khủng khiếp hơn nhiều. Thoáng thấy thôi là đã kinh hồn bạc vía. Xem xong, người đàn ông đó nói rằng tôi tham quan địa ngục như vậy đã đủ rồi. Cả thân người tôi như có một lực phóng mạnh lên, tôi mở mắt bừng tỉnh. Tuy nhiên, chưa có xong, người đó kéo hồn tôi ra khỏi xác. Lúc đó cảm giác toàn thân tôi nặng trịch, rơi xuống đất, và như có ai đó ép vào người như cục đá nặng. Rồi một nhóm đông người chẳng biết từ đâu xúm lại, đánh tôi túi bụi, cào cấu, xâu xé tôi. Hoảng quá, lại như những lần trước, tôi tập trung niệm chú Đại Bi. Khi dưỡng thai, nhóm người liền tản ra dần và đi mất. Sau này tôi mới hiểu ra rằng đó là các vong hồn oan gia trái chủ của tôi. Bị tôi hại từ nhiều kiếp trước, họ vốn luôn túc trực quanh tôi, chỉ chờ cơ hội là ra tay báo thù. Tôi mở mắt, kết thúc lần thứ ba tham quan địa ngục kinh hoàng. Và chỉ 2 tháng sau đó, tháng 5 năm 2019, chuyện đó lại tiếp diễn. Ấn tượng chân thực đến nỗi tôi thấy như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Cô ấy lại tới. Tôi thấy rõ linh hồn của tôi bước ra khỏi giường, đi tới một đỉnh núi đầy tuyết trắng xóa, nơi có một người đàn ông ăn vận như thời công tử Bạc Liêu. Nói rằng ông ấy có huyết thống mấy đời với tôi. Ông ấy dẫn tôi đi thăm địa ngục và có cho tôi biết rằng chú của tôi đang bị đọa vào địa ngục. Vì tội gì thì tôi quên hỏi. Qua cánh cổng vào, 5-6 quỷ đầu trâu to lớn rượt đuổi cả đám người, chúng cầm lao phóng loạn xạ. Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh và giật mình tỉnh giấc, thật đáng kinh hãi. Và lần cuối cùng chính xác là 2 ngày liền, 29 và 30 tháng 10 năm 2019. Lần này, đầu tiên tôi bị 2 người có gương mặt rất kỳ dị, mặc đồ trắng rượt đuổi trên một ngọn đồi. Tôi lại niệm chú thì họ không bắt được. Tiếp đến, tôi lại bị rơi xuống một cái hố sâu, nơi có một con quỷ đen và một con quỷ trắng đang quay một cái máy xay thịt người. Nó không giống như cái cối xay, mà là hình chữ nhật đứng, giống cái tủ đựng nước ngọt. Tội hồn bị ném vào trong, quỷ bắt đầu xay, nó kêu ầm ầm rung cả trời đất. Tôi đánh bạo nhìn vào trong đó, thấy toàn thân, tai, đầu, máu người lẫn lộn, kinh không thể tưởng tượng được. Bỗng 2 con quỷ vận hành máy xay, nhìn thấy tôi, chúng đi tới định bắt hồn tôi ở lại, thay hồn khác nhập vào thân xác ở trần gian. Đã có kinh nghiệm, tôi lập tức nhắm mắt niệm Phật không dứt. Một lúc sau thì thấy thân mình được phóng lên, mở mắt tỉnh dậy,
hú hồn, song tôi vẫn chưa hết tò mò. Ngày đêm hôm sau, tôi lại bị bóng đè. Tôi thấy mình xuất hồn đi đến lại bàn thờ Phật và xin được tham quan âm phủ thêm một lần nữa. Dứt lời, cả thân người tôi nhẹ bẫng, có ba vị hiện đến, nâng tôi bay qua nhà cửa, cây cối, sông biển, bay rất nhanh để đến một đường hầm. Trong đó có mấy chục con chó, không phải chó bình thường, đó là chó địa ngục, con nào con nấy to khổng lồ, to cỡ phải bằng ba con trâu, hàm răng sắc nhọn đến ghê rợn. Chúng lao ra định cắn xé tôi, may mà ba vị ban nãy đến xua chúng đi. Họ dặn tôi phải nhớ cho kỹ, sau này quay trở về trần gian, phải kể lại cho người đời hiểu rằng đời là vô thường, sống chết chỉ cách nhau gang tấc, nên phải sống tử tế, phải giúp đỡ mọi người, sống đạo đức lương thiện. Họ còn nói tôi có số chết tai nạn, nhưng nếu chịu khó tu tập sẽ thay đổi được. Một vị hỏi tôi, dưới âm phủ ghét nhất là tội giết người và tội dâm dục, nhà người trên chương gian có giết người và dâm dục không? Tôi liền chối ngay, nhưng ông ta nhìn và quát vào mặt tôi như đã biết rõ sự thật từ lúc nào. Cuối cùng tôi đành thú nhận rằng giết người thì chưa làm, nhưng tà dâm thì tôi có phạm. Tôi tiếp tục được các vị dẫn đi xem thêm vài khu vực nữa, đầu đầu cũng toàn những cảnh kinh dị với những chông gai tu tủa đầy mật đất, với những đầu trâu mặt ngựa phóng lao vuông vút, với những tội hồn bị tra tấn rùng rợn. Cuối cùng họ đưa tôi trở lại trần gian. Sau cùng, ước nguyện đi tham quan địa ngục của tôi đã hoàn thành, không phải một lần mà là rất nhiều lần. Mỗi lần là một trải nghiệm cực kỳ ấn tượng, khó có thể phai mờ. Tôi càng thêm tin tưởng vào uy lực của Phật Pháp, thêm niềm tin vào lý tưởng sống có ý nghĩa. Đã sinh ra trên cõi đời này, mọi giàu sang quyền thế chỉ là phù du, sống chết cách nhau chỉ gang tấc, không đáng để lấy đó là mục tiêu. Cần sống thật tốt, sống thật tử tế lương thiện, lấy đức hạnh, lấy trí tuệ là mục tiêu. Chỉ như thế thì mới có được tương lai tươi sáng, hạnh phúc được. Câu chuyện của tôi, bạn có thể tin hay không tin, nhưng việc tu học theo Phật Pháp, sống tử tế, nhất định bạn phải làm. Vì kiếp người mong manh lắm, nay còn mai mất là thường tình, mà không biết đem những năm tháng sống ngắn ngủi của kiếp người để làm những việc ý nghĩa, lại lãng phí vào những mục tiêu phù phiếm. Thế thì không chắc kiếp sau bạn sẽ lại được làm người, không chắc kiếp sau bạn có cơ hội sống một cuộc đời ý nghĩa nữa đâu. Cha đau dạ dày thổ huyết, nhờ con tinh tấn tu hành mà chuyển nguy thành an. Ba tôi đau bao tử tức dạ dày nhiều năm nay, tùy theo tuổi tác tăng, dạ dày ngày càng đau nặng. Hôm đó khi trời lạnh buốt, ba tôi ăn sáng xong thì lái xe đi làm. Đến trưa thì cảm giác dạ dày nóng muốn nôn, ông mới ọe một tiếng, máu tươi tuôn ra giống như núi lửa phun trào vậy. Đồng nghiệp chung quanh sợ điếng hồn, không biết phải làm sao, mọi người nhanh trí đỡ ba tôi dậy cho nằm nghỉ trên sofa, rồi gọi điện báo cho tôi hay. Nhận được tin, tôi nhanh chóng đưa ba vào bệnh viện cấp cứu. Do vội vàng nên tôi chỉ mang theo bên mình cuốn sách nhỏ có chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, thập chú. Lúc đến bệnh viện, ba tôi nằm trong phòng cấp cứu, mặt trắng bệch, không ngừng thổ huyết. Mẹ tôi ngồi bên cạnh lo lắng, chẳng biết phải làm sao, bà bật khóc. Trong phòng cấp cứu, nhìn giống như địa ngục nhân gian, tiếng rên rỉ, khóc lóc, kêu la vang dội không ngừng, có đủ loại bệnh tụ hội ở đây. Tôi đi liên lạc sắp xếp, đưa bà vào một phòng tương đối yên tĩnh. Bác sĩ đến kiểm tra phòng nói, người này thổ huyết quá nhiều, nếu như không khống chế được thì hậu quả xấu khó lường. Tối nay thân nhân nhớ chú ý quan sát, hễ thấy thổ huyết nữa thì phải lập tức cho truyền máu. Nghe bác sĩ nói khó khăn lắm, bà tôi mới đưa được tay lên khoát khoát, tỏ ý ông không muốn truyền máu. Tôi vội trả lời bác sĩ, chúng tôi sẽ theo dõi, có gì thì sẽ liên hệ với bác sĩ. Đêm đó tôi không sao chợp mắt được vì rất lo cho bệnh của ba. Tôi đem hết lòng thành, cầm cuốn sách chú lên bắt đầu tụng. Nói ra xấu hổ, đây là lần đầu tôi tụng chú một mình, trước đây chỉ nghe tụng chú trên đĩa. Cho dù có lúc phát âm không chuẩn, nhưng tôi tin thành tâm ắt có cảm ứng, Phật lực nhất định sẽ gia hộ cho ba. Cũng không biết tụng đã bao nhiêu biến, tôi cứ đọc mãi cho đến khi tôi và phụ thân cảm thấy toàn thân ấm áp thư thái, bầu không khí an lành, bao phủ khắp phòng.
Sáng hôm sau, cha tôi phải làm thiết phiến kiểm tra dạ dày. Tôi thầm niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm, hy vọng kỳ tích phát sinh. Uy lực chư Phật quả không thể nghĩ tưởng. Trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ đều há miệng ngạc nhiên. Họ cho rằng bệnh này rất nghiêm trọng, khó mà tin là có thể hồi phục nhanh chóng như vậy. Vết thương cũng đã lành, xem như khả năng bị ung bướu đã được loại trừ. Một tuần sau, bà tôi tái khám, bác sĩ đưa ra kết quả là chứng bệnh viêm lở loét dạ dày. Trong thời gian phụ thân nhập viện, tôi tụng thầm 7 bộ địa tạng và phóng sinh hồi hướng cho ông. Hơn tuần sau thì cha tôi hồi phục xuất viện. Việc làm này càng khiến tôi tăng thêm tín tâm, kiên định học Phật và tin vào sức mạnh không thể nghĩ lường của chú Phật. Tôi phát nguyện dùng hết sức mình làm lợi ích cho chúng sinh, giúp nhiều người biết đến Phật Pháp, sớm lìa khổ được vui. Giải thích thêm, các chú Phật đều có công đức và sức mạnh, không thể nghĩ tưởng. Chỉ cần không khởi niệm hoài nghi với chú, dùng tâm từ bi, bình đẳng, bồ đề, tâm cung kính, tâm làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, tâm như bất động, tâm tỉnh táo sáng suốt, tâm thanh tịnh vô nhiễm mà trì chú, chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho chúng sinh, hóa giải oán cừu, chuyển ác duyên thành thiện duyên, được đại tự tại. Đại sư Ấn Quang nói, tụng chú quý ở thành tâm, cho dù không biết nghĩa, nhưng nếu tinh tấn dốc hết lòng thành, cung kính trì tụng, lâu dần nghiệp tiêu trí sáng, có thể đạt được Phật ý. Chúng ta hãy y giáo phụng hành. Câu chuyện thứ hai, ngày xưa trong một ngôi làng nhỏ nằm giữa dãy núi hùng vĩ, có một người đàn ông tên là Trí. Trí là một người sống tận hưởng cuộc sống, luôn tràn đầy năng lượng và yêu đời. Nhưng một ngày kia định mệnh đã thay đổi cuộc đời anh. Trí bị mắc một căn bệnh nan y và không còn đủ sức khỏe để thực hiện những hoạt động yêu thích của mình. Những ngày trôi qua, anh trở nên yếu đuối và mất đi niềm vui, thay thế bởi nỗi đau và sự bất lực. Anh đã thử đến các bác sĩ và sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng không có bất kỳ sự cải thiện nào. Trí cảm thấy cuộc sống đang trôi đi khỏi tầm tay và niềm tin trong tương lai dần héo úa. Nhưng trong những lúc khó khăn nhất, một người bạn thân thiết của Trí tên là Phước xuất hiện và đưa ra một gợi ý bất ngờ. Phước, một người theo đạo Phật, đã từng trải qua những khó khăn và biết về sức mạnh của niệm Phật trong việc chữa lành cả thể xác và tâm hồn. Anh chia sẻ với Trí về sự yên bình và an lạc mà khi niệm Phật mang lại và khuyên anh nên tìm đến giáo sĩ Viên Minh, một người sư phụ có kiến thức sâu rộng về đạo Phật và sức khỏe tâm linh. Trí đã quyết định theo lời khuyên của Phước và đến gặp Viên Minh. Ngài Viên Minh với sự hiểu biết và lòng từ bi đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện của Trí và hiểu rằng không chỉ cần chữa lành về thể xác mà còn cần phải chữa lành về tâm hồn. Ngài Viên Minh hướng dẫn Trí về ý nghĩa sâu xa của niệm Phật và cách áp dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Trí được hướng dẫn cách niệm Phật một cách tập trung và chân thành, nhằm thanh tẩy tâm linh và mang lại sự yên bình, sự an lạc. Trí dành hàng giờ mỗi ngày để ngồi thiền, niệm Phật và tự tìm hiểu về bản thân mình. Anh đọc các kinh điển Phật giáo và những bài giảng về tình thương, lòng khoan dung và ý nghĩa sâu sắc của sự giác ngộ. Dần dần, Trí bắt đầu cảm nhận sự thay đổi lớn trong tâm trạng và sức khỏe của mình. Sự lo lắng và nỗi đau dần tan biến, nhường chỗ cho sự an lạc và sự tự tin. Anh nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là vật chất mà còn là sự cân bằng và hòa hợp giữa thể xác và tâm hồn. Người dân trong làng không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi kỳ diệu của Trí. Họ thấy Trí tràn đầy năng lượng, mỉm cười và tận hưởng cuộc sống một cách toàn diện. Mọi người quan tâm và tò mò, và Trí không ngần ngại chia sẻ với họ về hành trình của mình và sức mạnh của niệm Phật. Câu chuyện về Trí và sức khỏe tâm linh của anh đã lan tỏa khắp ngôi làng. Mọi người cảm nhận được sự động lòng và tình yêu từ Trí, và họ dần dần hướng tới niệm Phật như một phương pháp để làm sáng tỏ tâm hồn và cân bằng cuộc sống. Làng trở nên nhộn nhịp hơn với những buổi thiền định chung và các hoạt động tâm linh khác diễn ra thường xuyên. Niệm Phật trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người, đem lại hạnh phúc và bình yên mà họ từ lâu khao khát. Cuộc sống của Trí cùng với sức khỏe phục hồi đã trở thành một biểu tượng của lòng tin và hy vọng. Câu chuyện của anh đã truyền cảm hứng cho những người khác, nhắc nhở họ rằng niềm tin và tình yêu từ tâm có thể chữa lành mọi loại bệnh và mang lại sự an lạc cho cuộc sống.
Với niệm Phật và lòng tốt, trí không chỉ khỏi bệnh mà còn tìm lại được ý nghĩa và hạnh phúc trong cuộc sống. Câu chuyện mèo rừng đầu thai làm con báo thù đôi vợ chồng trẻ. Đầu xuân, trên chuyến tàu hỏa về thăm nhà, tôi gặp đôi vợ chồng trẻ dẫn theo đứa con gái 3 tuổi đi khám bệnh. Khi chuyện trò mới biết, bệnh đứa bé này có sẵn từ lúc mới sinh, rất khó trị. Cha của đứa bé vén lưng nó lên cho tôi xem, thật khiến người ta giật mình kinh ngạc. Nhìn mặt bé gái thanh tú khả ái là vậy, nhưng trên lưng nó nổi đầy mụn bọng lớn, nhỏ, cao, thấp, bất đồng, nằm lộn xộn hỗn loạn, giống như người bị phỏng nước sôi nghiêm trọng. Nghe hai vợ chồng khổ đau kể lể, trước mặt tôi bỗng hiện ra một loạt cảnh. Có một con mèo rừng lông xám đen thường đến nhà vợ chồng nông dân nọ để ăn vụn. Ngày nọ, ông chồng mua 10 con vịt về thả trong vườn nuôi. Nhưng cứ qua một ngày thì bị mất 2 con vịt. Tới ngày thứ 3, ông bí mật rình xem thì phát hiện hung thủ chính là một con mèo rừng. Thế là hai vợ chồng bèn đặt bẫy bắt được nó. Họ đem nhốt trong lồng sắt rồi dùng cây nhọn, chọt, đâm nó tàn nhẫn, vừa đánh vừa mắng. Đồ súc sinh này dám trộm vịt nhà chúng tao, mì chẳng được chết yên lành đâu. Thấy con mèo đã bị thương mà còn ráng sức dễ dụa, họ bèn ra tay tàn độc, nấu nước sôi rồi đem chế lên lưng nó. Con mèo rừng đau đớn, thét la mãi cho đến khi chết đi. Hai vợ chồng nọ mới dừng tay. Lúc ấy, bà vợ đang mang thai, thần thức con mèo rừng ôm đầy oán hận, liền đoạt xá, tức là giành chỗ nhập vào thai. Kết quả nó sinh làm con trong gia đình này. Bây giờ chính là cô bé trước mắt đây. Tôi hỏi hai vợ chồng, có phải các vị đã từng làm một con mèo rừng bị chết phỏng hay không? Người chồng nghe nói mặt mày tái nhợt, giật mình lẫn ngạc nhiên, căng thẳng đáp. Ngài, làm sao mà biết được, 3 năm trước chúng tôi có giết một con mèo rừng hả? Con gái hai người bị bệnh là thuộc bệnh nhân quả, chỉ có tu theo Phật Pháp mới có thể giúp cả nhà các vị. Dạ thưa ngài, ở chúng tôi đều tin Phật, năm nào cũng đến chùa thắp hương, lễ Phật cầu bình an. Học Phật chân chính không phải là cứ nhắm mắt thắp hương, lễ cầu bình an. Làm vậy là ngoài tâm cầu Pháp, các vị phải sửa bỏ tật nóng nảy và tính khí không lành của mình đi. Sau khi về nhà, nhất định phải sám hối sát nghiệp đã tạo trong quá khứ, phải ăn chay và tụng 100 bộ kinh Địa Tạng. Còn phải dốc sức phóng sinh hồi hướng cho con gái mình. Bởi vì hai người đã tạo sát nghiệp kết thành ác duyên nên mới có đứa con như thế. Hai vợ chồng vừa sợ vừa mừng, tỏ vẻ ăn năn. Ngày đó họ phát nguyện sẽ vì đứa bé này mà ăn chay tụng kinh hồi hướng. Sau khi về sẽ tu tập tốt như lời dặn. Giải thích thêm, nhân loại chúng ta tự cho mình là loài chí linh trong vạn vật. Vì tư dục mà ra tay tàn sát sinh linh, không có chút từ tâm thương xót. Ngài Tiên Hoa từng nói, ngàn vạn lần chẳng nên kết oán cùng chúng sinh. Nếu không, khi quả báo ập đến, chúng ta sẽ khổ không kham nổi. Chúng ta tin Phật thì phải tin sâu nhân quả, nghiêm trị giới luật. Đoạn ác là giúp mình đóng lại cánh cửa bước vào địa ngục. Tu thiện là mở cánh cửa thiên đường cho mình. Học Phật là tu tập bước vào con đường rạng rỡ quang minh thoát ra tam giới. Nhân quả báo ứng, một nguyên tắc cổ xưa của vũ trụ, luôn trói buộc chúng ta vào sự tương tác với thế giới xung quanh. Nó là những hạt giống vô hình chúng ta gieo trồng cho mỗi hành động và suy nghĩ của mình, và chúng sẽ kết quả trong một trạng thái tương ứng trong tương lai. Nhân quả là một luật lệ thiên nhiên vốn không thể phá vỡ, một sự cân bằng tuyệt đối trong việc đối xử và nhận lấy. Chúng ta thường nghe nhắc đến câu nói gieo gió ắt gặt bão, và đó chính là phản ánh sâu sắc về nhân quả báo ứng. Mỗi hành động, dù nhỏ bé hay lớn lao, đều có tác động và quyết định về cuộc sống của chúng ta trong tương lai. Như một viên đạn bắn đi, không thể lấy lại được, những hành động của chúng ta đều mang trong mình những kết quả tốt xấu, đôi khi là những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không thể thay đổi, không chỉ riêng đời mình mà tận tới nhiều đời sau nữa. Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy bất công khi nhận lấy những kết quả không mong muốn từ những hành động trước đây. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm của nhân quả, rất nhiều người lại tìm thấy sự công bằng. Không có gì xảy ra vô ích, mà chỉ là một môi trường đáp ứng bình đẳng cho những gì chúng ta đã tạo ra trước đó. Nhân quả báo ứng sẽ không bỏ sót bất kỳ ai. Câu chuyện nhân quả báo ứng, những đứa con cầm.
Vợ chồng viên giáo sư hiện nay 55 tuổi, sinh được 3 cô con gái dung mạo mỹ lệ, tuổi tác khá cách nhau, 25, 23, 20. Mặc dù là những tiểu thư lá ngọc cành vàng kiều diễm, nhưng các tiên nương này vẫn chưa có đối tượng cầu hôn. Vợ chồng giáo sư hết sức khổ sầu. Trong khi đó, nhiều thanh niên vừa thoáng nhìn qua các cô thì đã nghiêng ngửa hồn phách, ra công theo đuổi. Nhưng một khi đã phát hiện các tuyệt đại mỹ nhân này không thể nói năng gì, họ lập tức thối lui, bỏ đi. Vợ chồng viên giáo sư thuộc hàng thượng lưu trí thức, xưa nay không hề tin vào thuyết nhân quả. Nhưng cứ lần lượt sinh hạ liên tiếp 3 cô con gái câm, quả thực tinh thần họ bị đả kích khốc liệt đến muốn suy sụp. Họ ngơ ngác bàng hoàng, vạn phần thống khổ. Nỗi buồn làm mặt họ già đi, hai người tuy có học thức cao và giàu sang nhưng không thể nào đem lại hạnh phúc cho con mình. Sự khiếm khuyết của ba mỹ nữ này khiến người ta cảm thấy kinh sợ, ưu tư thắc mắc nhưng không thể giúp gì. Thường có câu tuổi thanh niên ưa bàn học vấn, tuổi trung niên ưa bàn về số mệnh, đến lão niên ưa bàn về tôn giáo. Vợ chồng viên giáo sư hiện đang bước vào tuổi lão niên, song tinh thần họ truyền kỳ thống khổ mà không thuốc men nào có thể chữa lành. Vì vậy, với tôn giáo, họ dần dần phát sinh hứng thú muốn tìm hiểu. Cuối tuần, nhờ một người bạn khuyến khích, họ bèn đến một ngôi chùa ven đô nghe cao tăng thuyết pháp. Hòa thượng giảng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Quy luật nhân quả tồn tại rất khách quan và không do Đức Phật quy định hay sáng tạo ra. Đức Phật chỉ là công bố, nói rõ cho chúng sinh biết mà cảnh giác thôi. Bất kể bạn tin hay không, đời sống tất cả chúng ta đều nằm trong nhân quả. Vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần có trách nhiệm đối với hành vi thiện ác của bản thân mình. Mỗi người chính là kẻ tạo nên vận mệnh của mình. Nếu như tự mình làm ác, thì bạn sẽ gặp quả báo thống khổ. Đề tài buổi thuyết pháp hôm ấy giống như được nêu lên để quan tiên sinh chiêm nghiệm và trực diện với nội tâm sâu thẳm. Ông bỗng hồi tưởng lại chuyện đã qua từ 25 năm trước. Hồi đó, vợ chồng viên giáo sư vừa kết hôn được 2 tháng, thì chị viên hoài thai. Anh Viên rất vui mừng, lái xe hơi đắt tiền sang trọng, chở vợ đến miền Duyên Hải có phong cảnh nên thơ hữu tình. Cả hai cùng nhau du lịch. Có lần họ đến miền Bắc Thái Lan tham gia hội yến, xe hơi dừng trước khoảng sân rộng của một ngôi chùa. Anh Viên vừa mở cửa xe, lập tức có một đám trẻ hành khất lang thang chạy tới chen lấn, kéo tay xin tiền. Giáo sư Viên rất ghét những kẻ ăn xin, không những tự mình không cho mà anh còn nói với mọi người, không nên cho chúng tiền. Như vậy sẽ tập cho chúng thói quen bất lương, chẳng chịu làm việc đàng hoàng mà cứ ngồi không hưởng thụ, tạo ra tệ nạn cho xã hội. Đám kẻ lang thang nghe như vậy bèn bỏ đi. Vợ chồng giáo sư viên tham dự hội yến vừa xong, lúc quay về chỗ đậu xe thì phát hiện chiếc xe đời mới sang trọng yêu quý đã bị rạch một đường sâu kéo từ đầu đến cuối đuôi xe. Thế là viên tiên sinh bốc hỏa, nổi giận đùng đùng, anh thầm nghĩ nhất định là đám kẻ đường phố ban nãy. Anh dương mắt nhìn tứ phía, thấy ở dưới gốc cây xoài gần đó tụ tập 4-5 đứa trẻ độ 13-14 tuổi. Anh liền xông tới, không cần hỏi rõ trắng đen phải trái, anh dán cho mỗi đứa một bạt tai. Sau đó lớn tiếng bắt chúng phải khai ra ai đã rạch chiếc xe quý giá của anh. Viên tiên sinh thấy không ai chịu nhận, liền uy hiếp đòi đưa chúng đến sở cảnh sát. Đám trẻ sợ quá, trong đây có một đứa lớn tuổi nhất liền chỉ ra phía xa xa. Chỗ có một đứa trẻ hành khất, ăn mặc lam lũ đang hướng người ngoại quốc để xin tiền và bảo đó là thủ phạm. Giáo sư viên đang cơn thịnh nộ, khí xung thiên, liền hùng hổ chạy qua bắt đứa trẻ đường phố nọ đến bên xe. Còn đám trẻ kia nhân cơ hội này mạnh ai nấy chạy thoát thân. Viên tiên sinh hung bạo tát vào hai má của đứa bé, hung hăng thẩm vấn nó vì sao dám rạch xe anh. Hỏi một hồi mới phát hiện ra một điều, té ra đó là đứa bé bị cầm. Thằng bé không ngừng khoa tay múa chân, mắt rưng rưng lệ, tỏ vẻ khiếp hãi, ánh mắt nhìn rất đáng thương. Viên giáo sư không hiểu được ngôn ngữ ra dấu của nó, cho là nhất định vì anh tuyên bố không cho tiền thì hàng nhỏ này ôm hận chưa xấu. Vì vậy anh phẫn nộ tung chân phải ra đá mạnh vào ngực thằng bé câm. Hụt một tiếng, nó ngã chổng gọng, đưa hai chân lên trời, tiếp theo là ọc một tiếng, máu tươi từ miệng nó tuôn ra. Người chung quanh vội chạy tới kéo giáo sư ra và mang đứa bé câm đi để nó không phải chịu những trận đòn đó nữa. Đứa bé câm đi rồi nhưng vẫn quay đầu nhìn trừng trừng về phía giáo sư. Nhãn quan nó đầy căm hận. Sau đó đứa bé câm náu thân trong chùa, nó phát bệnh nặng được mấy năm thì thành tàn phế. Mọi người đều biết đứa bé câm bản tính thiện lương,
chiếc xe hơi không phải do nó rạch. Viên giáo sư đã đánh oan đó. Cuối năm đó, chị Viên hạ sinh một bé gái, mày thanh mắt sáng, đến 3 tuổi vẫn chưa nói được. Tiếp đến, chị lại sinh thêm một thiên kim thứ hai, 3 tuổi cũng không thể nói. Sau đó, chị sinh bé gái thứ ba, vừa sinh đã vội mời bác sĩ đến kiểm tra, lại là một cô nương câm nữa. Chị Viên sợ tương lai, nếu sinh nữa thì đứa con thứ tư, thứ năm vẫn là con gái bị câm, nên đã nhờ bác sĩ mổ triệt sản giùm. Bây giờ mỗi lần giáo sư Viên nhìn ba cô con gái bị câm là nhớ ngay đến cú đá khoe liệt mình dành cho hàng bé câm ngày xưa. Ông không quên được cảnh miệng nó ọc máu tươi và ánh nhìn oán hận khủng khiếp. Đến nay nhớ lại ông vẫn cảm thấy ớn lạnh. Ông đã hiểu ra và không thể không tin đạo lý báo ứng nhân quả mà thiên lý luôn tuần hoàn báo ứng công bằng. Đó là quy luật tự nhiên. Đối với hành vi hung tàn 25 năm xưa, bây giờ ông có hối cũng đã muộn màng. Từ đó mỗi cuối tuần, vợ chồng ông Viên đều đến chùa nghe cao tăng giảng kinh và sám hối tội lỗi của mình trước Phật. Họ phát tâm tu thiện tích đức. Đúng như tục ngữ có nói, đời người đến 50 mới nhìn ra lỗi lầm năm 49. Lời bình, dịch xong câu chuyện này tôi lại nhớ đến câu chuyện nhân quả đời đường như thế này. Có một nông phu sống trong một ngôi làng nhỏ, với bản tính ác độc của ông đã khiến cho mọi người xung quanh sợ hãi. Một buổi sáng nọ, ông ra đồng thăm ruộng và không may chứng kiến cảnh con trâu của hàng xóm đang ăn lúa và giẫm đạp đám ruộng của ông. Sự tức giận và bất bình tràn ngập trong lòng người nông phu, ông không kiềm chế được cơn giận. Ông đã túm đầu con trâu, rút ra một con dao bén và tàn nhẫn cắt đứt lưỡi của nó. 10 năm trôi qua, cuộc sống của người nông phu tiếp tục trôi qua, nhưng một bi kịch đã xảy ra. Ông lấy vợ và sinh được 3 đứa con, nhưng đáng tiếc là tất cả đều bị câm. Ông tìm mọi cách và tìm đến nhiều danh y khắp nơi để chữa trị cho con mình, nhưng không có phương pháp nào giúp con trở lại bình thường. Trái tim của ông đầy đau khổ và đầy tổn thương. Một đêm tối, ông nằm mơ và thấy cảnh mình tàn nhẫn, cắt đứt lưỡi của con trâu. Sự ác độc và tàn bạo của ông trước đó đã quay lại đòn báo đau thương với con gái. Ông tỉnh dậy và hiểu ra sự thật đau lòng. Ông nhận ra rằng những gì đã xảy ra với con cái ông không phải là ngẫu nhiên. Cơn giận và hành động tàn bạo của ông đã gieo trồi hậu quả đau đớn lên tương lai của con cái ông. Ông nhận thức rằng vì mình là người ác nhân đã cắt đứt lưỡi của con trâu, con cái ông phải chịu đựng tai họa như hiện tại. Đau đớn và hối tiếc nghiền nát lòng ông. Ông nhận ra rằng ý chí và hành động của mình đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến số phận của con cái mình. Ông ôm hận và hối tiếc mỗi ngày, nhưng ông đã học được bài học đắt giá về tác động của hành động và trách nhiệm cá nhân. Từ đó, người nông phu đã thay đổi hoàn toàn tư cách và hành vi của mình. Ông đã hết lòng tìm cách bù đắp và trở thành người tốt hơn. Ông hết sức ân cần và chăm sóc con cái, truyền đạt những bài học quý báu về nhân đạo và tình yêu thương. Ông dạy cho con cái biết rằng hành động của họ sẽ có tác động lớn đến cuộc sống của người khác, và rằng sự tử tế và nhân hậu luôn là con đường đúng đắn. Câu chuyện về người nông phu và con trâu cắt lưỡi là một lời nhắc nhở sâu sắc về quy luật nhân quả. Nó cho chúng ta thấy rõ rằng hành động của chúng ta có thể gây ra những hậu quả không mong muốn và ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Chúng ta nên luôn kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình, đồng thời thể hiện lòng tử tế và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Bằng cách này, chúng ta có thể xây dựng một thế giới tốt hơn, nơi mọi người sống trong hòa bình và đoàn kết. Thực ra thì anh nông phu chịu khổ báo đã đành, các con anh vì sao cũng bị vạ lây. Đây chỉ có thể giải thích theo nhà Phật là do cộng nghiệp. Những người đồng tạo ác tương tự sẽ cùng thọ báo chống nhau. Chuyện có thật, mẹ chết bị đọa địa ngục, 3 lần báo mộng cho con trai, nhờ việc con trai xuất gia tu tập Phật Pháp mà được lên thiên đàng. Mẹ tôi chết ở đại lục, tôi đem công đức xuất gia hồi hướng cho bà và đích thân chứng kiến mẹ thăng thiên. Đây là việc ngàn chân muôn thật. Địa điểm xảy ra tại tháp thất Bảo Điện Địa Tạng thuộc chùa Đại Giác ở Cơ Long, Đài Loan. Một tối nọ, tôi mộng thấy mẫu thân đang bị giam trong ngục. Sau đó bà từ trong ngục đi ra, níu tôi, cất giọng sầu thảm nói: "Con ơi, hãy cứu mẹ." Tôi hỏi: "Vì sao mẹ lại ở trong đây?" Mẹ tôi nói rất nhiều, bà thuộc lại chuyện bị người đem nhốt vào ngục như thế nào, khổ sở ra sao, và hối thúc tôi hãy mau mau cứu bà ra. Tôi nói: "Được rồi, xin mẹ hãy chờ, con nhất định sẽ cứu mẹ."
Tôi vừa trở mình thì thức giấc, liền ngồi bật dậy. Khi tôi nằm thấy ác mộng này nhằm vào lúc chùa Đại Giác đang mở đại giới đàn tại Cơ Long. Sáng ra, tôi vì mẹ lập bài vị để cầu siêu. Quý vị chú ý cách thức tôi lập bài vị. Trước tiên, tôi chắp tay lại, tụng một quyển kinh A-di-đà và 21 lần chú vãng sinh. Tụng xong thì cầm bút viết bài vị. Khi thảo mỗi một nét chữ, tôi luôn niệm Phật. Viết xong thì tôi lại tụng 21 lần chú vãng sinh. Đọc hồi hướng và cung thỉnh chư Phật Bồ Tát gia hộ cho mẫu thân được siêu thăng, ly khổ đắc lạc. Sau đó tôi cầm bài vị đưa cho một chú Sa Di, nhờ đem đến đặt ở bàn thờ vong nơi công đức đường dùm. Vì tôi còn phải đi làm nhiệm vụ dẫn lễ của mình, nên cũng chẳng rõ chú Tiểu đã an trí bài vị của mẫu thân mình ở chỗ nào. Tối đó tôi lại nằm mơ, thấy mình kéo mẫu thân thoát ra khỏi địa ngục. Tay tôi vẫn giữ chặt mẫu thân và từ không trung bay thẳng về Đài Loan. Tôi chỉ nhớ được từ trên không trung ở Kim Môn, chỉ một bước thôi là tôi nhảy thẳng qua eo biển Đài Loan. Khi đến trên không chùa Đại Giác thì tôi liền hạ xuống đứng trước cổng niệm Phật đường. Sau đó tôi hộ tống mẫu thân lên lầu, thỉnh bà ngồi một góc nơi phía bên phải và nói: "Mẹ hãy ngồi ở đây đợi con nha, con sẽ siêu độ cho mẹ." Nói xong tôi thức giấc. Hôm sau diệu hóa bận rộn truyền giới nên cả ngày tôi chưa rảnh để qua xem thử tình hình linh vị của mẹ được an vị thế nào. Đến chiều khi mọi người đều đi dùng bữa cả, do tôi đã quá ngọ không ăn nên tôi tranh thủ thời gian này đi đến niệm Phật đường để xem cho biết bài vị mẫu thân được đặt ở đâu. Đến nơi vừa nhìn thì ôi chao, quả đúng như chỗ tôi đã từng đặt mẫu thân ngồi trong giấc mộng. Đối diện với linh vị của mẹ mình, bất giác niệm buồn thương khởi lên, tôi không kìm được lệ rơi, sùi sụp. Thế là tôi bèn tụng một quyển kinh A-di-đà và 21 biến chú vãng sinh cho mẹ, chí thành cầu Phật siêu độ cho bà. Tụng xong thì đi ra, trong lòng bùi ngùi không vui. Tôi ngoái đầu nhìn thất bảo tháp, nếu như mọi lần thì tôi chỉ xá rồi đi ra. Hôm ấy thì khác, tôi vừa bước đến sân điện Quan Âm, nhìn thấy tượng Bồ Tát Quan Âm thì tôi liền bái, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cầu xin Bồ Tát từ bi siêu độ cho mẹ con. Đi tiếp đến điện Phổ Hiền, Vân Thù, Thích Ca, tôi đều lần lượt lễ bái, cầu Phật lực gia hộ cho mẫu thân. Sau đó tôi đi lại ở từng nơi, trong lòng chỉ có một niệm, xin cầu siêu cho mẫu thân. Quay về lại điện Quan Âm, vốn là tôi vô định đi ra, vì khi đó trời đã tối thì bỗng phát hiện nơi góc tường bên kia có ánh sáng và từ trong đó thổi ra một luồng âm phong lạnh lẽo thê lương khiến tôi cảm thấy sợ. Lẽ nào đó là âm vong của quan quỷ không siêu thoát? Vì muốn biết đây có phải là oan quỷ hay không, tôi bèn đến để xem thử. Khi tới chỗ đó, tôi lớn tiếng nói: "Này, có phải là hồn oan quỷ nào đó chăng? Nếu có thì hãy đến tìm tôi có thể giúp cho các vị giải oan." Vì trước đây tôi làm ở Bộ Tư pháp, hiện giờ cũng có rất nhiều bạn bè làm pháp quan, kiểm sát quan, tôi có thể thừa giúp các vị giải oan. Âm phong không còn nữa, tôi cúi đầu ngó xuống, thấy bên dưới là một tầng hầm, phải xuống cầu thang hình trôn ốc thì mới vào tới được. Thế là tôi đi xuống đó, quyền đây là gian thờ cốt, bên trong có thờ Bồ Tát Địa Tạng. Vừa nhìn thấy ngài, tôi liền nhớ đến chuyện xưa kia Bồ Tát cũng từng cứu giúp mẫu thân. Thế là tôi liền thỉnh cầu Bồ Tát siêu độ cho mẹ. Tôi nói: "Con chẳng cầu chi khác, bởi có câu một người con xuất gia tu hành chân chính có thể độ cửu huyền thất tổ được siêu thăng. Đây là lời Phật nói, mà Phật thì không hề vọng ngữ. Vì vậy con khẩn cầu Bồ Tát Địa Tạng, xin tối nay hãy hiển hiện cho con xem. Con muốn được tận mắt nhìn thấy cảnh mẫu thân thăng thiên. Nếu bà không thăng thiên, con xin quỳ ở đây mãi không đứng dậy." Nói xong, tôi quỳ trước Bồ Tát Địa Tạng, niệm chú triệu thỉnh mẫu thân. Chú triệu thỉnh rất linh, lúc niệm chú, tay tả tôi kết ấn kim cang, tỳ vào eo, tay phải bắt hoa ấn, miệng niệm chú triệu thỉnh. Trước đây tôi niệm luôn có cảm ứng, cho nên tôi tin khi tôi triệu thỉnh, mẹ sẽ tới. Sau đó, tôi lại tụng
Việc định nghiệp chân ngôn của Bồ Tát Địa Tạng, lúc niệm tôi chấp tay dùng tâm quán tưởng cầu chú ngữ phạn. Cứ thế tôi tụng chú, việc định nghiệp tiêu trừ cõi quỷ cho mẫu thân, tiếp đến lại vì bà mà niệm, việc nghiệp chướng chân ngôn. Tôi kiết thủ ấn, quán tưởng chữ phạn trong tay phóng quang, ánh sáng sắc trắng, cầu cho mẹ tiêu trừ nghiệp chướng. Ba cầu chú này vừa niệm xong, tôi thưa với Bồ Tát Địa Tạng: Thưa Bồ Tát, việc con đã làm xong, tiếp đến là phần của Ngài, Ngài nhất định phải siêu độ mẹ con. Một ngày mẹ con chẳng siêu, thì con xin quỳ tại đây, một ngày không đứng dậy. Hai ngày chẳng siêu thì con quỳ hai ngày không dậy. Bảy ngày chẳng siêu thì con quỳ bảy ngày không đứng dậy. Cho đến bao giờ mẹ con thăng thiên mới thôi. Con muốn chứng kiến tận mắt, chứ không muốn thấy cảnh mẹ con siêu thăng qua giấc mộng. Nhất định con phải nhìn thấy mẫu thân siêu mới được. Nói xong tôi quỳ xuống niệm: Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mắt lệ tuôn tràn, tôi cầu nguyện tha thiết, vừa khóc vừa niệm. Chẳng biết niệm đến bao lâu thì phát hiện trên nền đất dưới tòa Bồ Tát Địa Tạng Vương bỗng có một làn khói xanh bay lên. Mới đầu nhìn giống như làn khói nhang thật lớn. Chà, có khói hiện, chẳng lẽ đã được cảm ứng? Trong lòng tôi vừa nghĩ thế thì liền gia công niệm: Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lúc đó vần khói xanh dần dần bay lên cao, ra khỏi mái ngói, kết thành hình một vòm hang và bay lên từng tầng, qua tầng thứ hai, tầng thứ ba, vẫn cứ thế không thay đổi biến hóa gì. Nhưng khi bay đến tầng thứ tư, làn khói xanh đó mới hóa thành hình hoa sen. Đến tầng thứ năm thì trên hoa sen hiện có một người ngồi, hình dáng giống như mẹ tôi lúc ở nhà. Đến tầng thứ sáu, mẫu thân tôi đã biến thành thiên nhân. Đến tầng thứ bảy, trông bà càng trang nghiêm, đẹp dịu dàng như hình ảnh tổ mẫu nương nương mà nhân gian thường thờ phụng bái lại. Ba đầu mũ phượng mặc y trời, trên tay cầm viên ngọc. Trong chớp mắt, tòa sen bay tít lên cao. Trong khoảnh khắc xoay chuyển biến đổi ấy, tôi vội hướng Bồ Tát Địa Tạng Vương phan cầu: Thưa Bồ Tát Địa Tạng, xin Ngài hãy mau mau cho con biết và thấy rõ, chứng thực được người ngồi trong hoa sen đó chính là mẹ của con. Tôi vừa dứt lời, ui chao, người ngồi trong hoa sen lập tức quay đầu lại ngó xuống gọi: Nguyên ơi! Là thế danh của tôi. Tôi lập tức hồi đáp: Dạ, con nghe thưa mẹ. Mẹ tôi mỉm cười và rất hân hoan, và bà hóa thành làn khói xanh bay thẳng lên mây rồi biến mất giữa trời cao. Tôi quay lại nhìn tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương, cảm kích rơi lệ nói: Thưa Bồ Tát, cảm tạ Ngài đã siêu độ mẹ con thăng thiên. Cuối cùng ngày hôm ấy, ngày tại đây, tôi mới tận mắt chứng kiến mẹ thăng thiên. Nhờ vào đâu? Chính nhờ vào việc tôi xuất gia. Thế thì vì sao có biết bao nhiêu người xuất gia nhưng mẹ không thể siêu thăng? Chuyện này bạn phải tự hỏi và kiểm điểm chính mình có phạm giới hay không. Nếu như xuất gia đã thọ giới mà phạm giới thì tính ra chuyện bản thân xuống địa ngục là có dư. Thì còn nói chi đến việc đủ phúc đức nhờ vào việc xuất gia mà hóa độ cõi âm sinh thiên, làm sao có được? Nếu như bạn xuất gia, nghiêm trì giới luật, tinh tấn niệm Phật tu hành, phụ mẫu sẽ nhờ công đức xuất gia này của bạn mà sinh thiên, chắc chắn điều này có thực không nghi. Từ xưa đến nay, sự tích chứng thực việc này có rất nhiều. Phần tôi đem kinh nghiệm về mẫu thân của mình kể ra cho quý vị nghe, không phải là tự thổi phồng, khoe khoang mình, mà chính vì muốn chứng minh lời Phật nói không hề hư vọng. Tôi chỉ là phàm phu, song vẫn có thể nương vào công đức xuất gia tu hành khiến mẹ được sinh thiên. Tôi hy vọng quý vị đều có thể nghĩ như vậy, vì xuất gia mình không thể phụng dưỡng mẹ cha, nên tâm hằng nguyện phải nghiêm trì tịnh giới, nỗ lực tu hành, hầu có thể dùng công đức này hồi hướng cho mẹ cha. Nếu như quý vị có thể làm được như thế, thì không có gì quý hơn. Như vậy mới đúng với câu, đệ tử Phật là đại hiếu, vì báo được ân cha mẹ nhiều đời. Đây mới chính là
chân chánh báo đền đại ân đại đức của quyến thân vậy. Thân vậy. Câu chuyện trộm cắp tài sản quốc gia làm của riêng trước bệnh đau đớn hành hạ suốt đời. Con người ta thường hay có bệnh ý lại và vì lòng tham ích kỷ nên ai cũng muốn vơ vét về cho mình nhiều hơn. Hồng Tiên Sinh, hơn 50 tuổi, là thợ máy làm trong xưởng cơ giới của chính phủ. Một chiều nọ, ông đi cùng lão cư sĩ đến bái kiến sư phụ Diệu Pháp. Vừa vào cửa, ông liền cười ha hả, chắp tay vái và cung kính khom mình 3 lần trước sư phụ. Cũng không đợi mời ngồi, ông tự nhiên ngồi xuống. Thoạt nhìn đã biết tính cách ông rất sảng khoái, sư phụ Diệu Pháp hỏi ông ta, chẳng phải vì bị chứng đau lưng nên anh mới đến đây sao? Ông có chút kinh ngạc nói, sư phụ, ngài thiệt là thần thông, còn chưa nói mà ngài đã biết cả rồi. Nói xong ông đứng dậy, vén áo chìa lưng ra. Sư phụ xem, đài bảo hộ lưng con nè, chỉ thấy dây lưng ông mang là một vòng ruột xe, tức sâm xe, chế thành rộng chừng 15cm. Ông ngồi xuống nói tiếp, còn đeo ruột xe bảo vệ lưng đã gần 10 năm nay rồi, bác sĩ nói là cơ lưng bị hao tổn, uống thuốc tiêm chích gì cũng vô hiệu, chỉ có thể đương vào thắt lưng tự chế này, nếu không có nó bảo hộ, lưng con khó mà thắng nổi. Tất cả là do hồi trẻ con lao lực quá độ. Ngừng lại một lát rồi ông nói tiếp, nghe bạn con nói ngài là một vị Bồ Tát sống, xin ngài hãy cứu con. Ngài trị lành lưng cho con, rồi hàng ngày con sẽ thắp hương cúng lễ ngài, cho dù phải lễ lại 100 lễ mỗi ngày, con đều làm. Nói xong, ông lại chắp tay vái sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp cười cười nói, thứ nhất, tôi không phải là Bồ Tát. Thứ hai, tôi cũng không phải là thầy trị bệnh. Nếu tôi mà là Bồ Tát, thì chúng ta còn có thể ngồi lại tại đây và nói chuyện với nhau sao? Còn như tôi mà có thể trị bệnh, thì tôi phải đến bệnh viện để làm nghề chẩn khám. Thực ra bệnh ông tốt hay không, quyền quyết định là ở nơi bản thân ông. Bởi vì tháo chuông phải do người buộc tự tháo. Bây giờ tôi hỏi ông, nếu như bảo ông không hút thuốc, không uống rượu, không trộm cắp, không ăn mặn, ông có làm được không? Chỉ cần bệnh con có thể lành, kêu con giữ giới gì con cũng đều làm tức. Nhưng con không phải là trộm cắp hay là đạo tặc. Lưng ông ngoài cảm giác đau ra, có lúc còn cảm thấy bị sức ép rất nặng nề đúng không? Dạ đúng, giống như là có mấy chục ký lô đè nặng lên lưng con vậy đó. Ông có lấy trong công xưởng các thứ như là sắt nè, bản lề, đinh ốc vít gì không? Có khi còn xách cả rương đem về nhà nữa đó. Ông Hồng nghe như thế thì ngồi ngay người ra, lát sau thì gật đầu nói. Quả thật là có chuyện này, bởi con là thợ trong công xưởng, ở hiên lầu trước được thưởng trăng mà, từ buổi này có ai mà không lấy chút đồ của quốc gia làm của riêng chứ? Như vậy mà cũng được gọi là trò mơ, ngay cả ông trưởng xưởng của chúng con cũng lấy đồ đem về nhà kia mà. Ông Hồng phân trần biện bạch, đem tài vật quốc gia về nhà làm của mình, không phải trộm thì là gì? Vậy ông đường đường chính chính lấy đồ mang về nhà ư? Hay là len lén bỏ đồ vào bên trong cả mèn cơm trống, rồi mắc láo liên đem ra khỏi xưởng? Có như vậy không? Hòa thượng nghiêm nghị chất vấn. Câu hỏi của sư phụ khiến ông Hồng sững sờ. Ông mở to mắt nhìn sững hòa thượng, nói không nên lời. Hòa thượng tiếp lời, không những thế, ông còn lấy kìm, tua vít, dây thép, lấy sắt thép trong xưởng về chế thành các vật dụng tư gia như là ống khói, kỳ hút rác, bếp lò, đũa, kẹp gấp. Ông Hồng đột nhiên ngắt lời hòa thượng. Sư phụ, làm sao mà ngài biết hết được như vậy? Thì chính chúng đang đè lên lưng ông, khiến ông thẳng người không nổi đấy. Đột nhiên tôi cảm thấy thư phòng trở nên giống như một phòng thẩm vấn. Hào khí bừng bừng lúc tiến vào phòng lúc nãy của ông Hồng đã biến thành ủ rũ tang thương. Ông gắng gượng một cách đáng thương, nhỏ giọng nói. Con lấy đồ về tuyệt không phải cho mình con xài, cũng không cầm đi bán, đa số đều cho thân hữu láng giềng. Do công nhân lương thấp, dù sao cũng lấy đồ công của nhà nước, kể cả thủ kho cũng làm vậy. Đây vốn là việc đồng tình thông cảm, cùng hỗ tương cho nhau,
là chuyện bắt thành văn trong công xưởng, nhưng con không biết đấy là trộm. Vừa rồi sư phụ có nói con nghe như sét nổ giữa trời quang, khiến tâm từ chấn động thức tỉnh. Thực trời cao có mắt, đồ công con lén lấy về ngài biết hết trơn. Hơn nữa tất cả các thứ đó đều đè lên lưng con, đây thực là ác giả ác báo mà. Bao nhiêu năm nay con bệnh ngày càng nặng, té ra đồ con lén lấy ngày càng nhiều tạo thành. Hôm nay mới rõ, muốn người đừng biết, chi bằng mình đừng làm. Câu này thiệt là đúng ghê. Con xin đảm bảo với sư phụ, bắt đầu từ nay trở đi, con quyết nghiêm trì điều kiện của ngài, không hút thuốc, không uống rượu, không ăn mặn, không trộm lấy cắp tài vật của quốc gia. Ngày mai con sẽ đi thỉnh tượng Phật về thờ phụng, con rất hối hận vì mình tin Phật Pháp quá trễ như thế này. Nếu không, con đã chẳng làm điều xấu. Xin được hỏi ngài, con phải tụng đọc sách Phật nào? Tôi thật không ngờ ông Hồng có tâm tỉnh giác cao như thế. Nghe ông bày tỏ lòng ăn năn sám hối, nội tâm tôi tràn trề pháp hỷ. Ngó bộ sư phụ cũng vui giống vậy. Tôi liền nói, tôi sẽ tặng cho ông vài sách Phật cho ông đọc trước, sau đó ông có thể đi chùa thỉnh kinh sách Phật về xem. Ông Hồng cảm ơn tôi rồi quay lại hỏi hòa thượng. Những vật trước đây con lấy trong công xưởng đem về, này có thể quy ra thành tiền đem trả lại được hay không? Hòa thượng nói, nếu ông đi trả như thế, phiền phức cho ông sẽ càng lớn. Hiện giờ trong tâm biết lỗi sám hối, tội nhờ vậy cũng tiêu trừ. Nếu muốn hoàn nợ cho công xưởng, thì ông có thể lấy công chuộc tội, ráng làm nhiều việc cống hiến cho công xưởng để bù đắp. Đồng thời phải giải thích cho thân hữu hiểu để họ tránh việc làm xấu này, để họ không còn tham chiếm tài sản quốc gia mà làm của riêng. Ông phải đem thân ông để làm gương, giữ phẩm hạnh thanh cao trong sạch. Đấy chính là biết nhận lỗi hối cải, đã biết thì phải thực hành, nhất định có thể đem công đức bù đắp lỗi xưa. Lúc ra về, ông Hồng trang trọng đón nhận sách Phật, cung kính nói với hòa thượng. Xin ngài hãy đợi xem, nếu như con không biết hối cải, thì rất có lỗi với ngài. Nửa tháng sau, ông Hồng tới chỗ tôi, vừa vào cửa liền khấu đầu trước tượng Phật giữa nhà. Sau khi đứng dậy, ông vén y phục lên cho tôi xem. Khoe dây bảo hộ lưng đã không còn nữa. Ông hớn hở nói, từ hôm đấy về nhà, tôi cảm thấy bệnh đã lành hơn phân nửa rồi. Những gì hòa thượng yêu cầu, tôi đều tuân hành hết. Tôi đã lập bàn thờ Phật và tủ đựng kinh sách. Đã thỉnh tượng Quán Thế Âm về sớm tối thắp hương lễ bái. Mỗi ngày đều xem kinh, kinh Phật giảng dạy thật hay quá. Đến nay thì tôi tâm an, khí hòa, bệnh cũng lành rồi. Những ngày tháng này, gia đình chúng tôi vui mừng giống như Tết, thật là cảm tạ hòa thượng biết bao. Tôi nghe xong, trong tâm cũng vui lây theo ông. Hồng huynh quả là buồn giàu đồ tể thành Phật liền, vậy đó. Nhân quả báo ứng bị bệnh tật đau đớn là một khía cạnh đáng suy ngẫm về quy luật tương ứng giữa hành động và hậu quả trong cuộc sống. Nhân quả là nguyên lý, cho rằng mọi hành động của chúng ta sẽ có hậu quả tương ứng. Và báo ứng bị bệnh tật là một minh chứng thực tế cho những hành động sai trái mà chúng ta đã và đang làm. Trên nền tảng vững chãi truyền thống tâm linh của sự thực hành đạo Phật trên 2.000 năm và từ các cuộc nghiên cứu khoa học nghiêm túc hiện đại về trạng thái thân và tâm thư giãn có tác dụng chữa trị bệnh tật tốt đẹp. Người Phật tử cần phối hợp chăm sóc y khoa với tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền và cầu nguyện để giải trừ bệnh tật và phát triển sức khỏe trong đời sống hàng ngày. Câu chuyện 4 lần phá thai, cặp vợ chồng chịu quả báo thảm khốc. Viễn Minh là một nam doanh nghiệp trẻ rất thành đạt. Gia đình anh vốn hạnh phúc mỹ mãn, thế nhưng do công việc phải giao tế nhiều, đã phát sinh nhiều việc khiến họ bó tay. Viễn Minh từ nhỏ rất ưa tĩnh tọa tu hành. Sau khi kết hôn, do bề bộn việc nhà lẫn công ty, nên dần dần anh tu hành giải đãi và huân nhiễm những thói xấu thế tục. Trong thời gian này, anh tạo ra vô số sát nghiệp, sát, đạo, dâm, vọng, gì đều phạm hết. Do vậy mà quan hệ phu thê dần chuyển xấu. Mới đầu thì phát sinh gây gổ, sau đó dẫn tới ẩu đả, hôn nhân ở bên bờ vực tan vỡ. Viễn Minh cũng muốn cứu vãn hôn nhân, hy vọng thoát khỏi phiền não, vì vậy anh tìm đến tôi. Lần đầu diện kiến, Viễn Minh gây cho tôi ấn tượng không tốt,
Nhìn sắc mặt anh, khí sắc u ám tối tăm, tôi nói, anh gần đây tâm tư rất thống khổ, nơi tìm đau đớn khó chịu lắm phải không? Đúng vậy. Viễn Minh gật đầu thừa nhận. Vợ anh từng phá thai 4 lần, trong đó có một bé trai hết sức ưu tú phải không? Mặt Viễn Minh đang bình thường bỗng chuyển sang tái nhợt. Anh căng thẳng nói. Quả tình vợ tôi đã phá thai 4 lần, nhưng hoàn toàn không biết là trai hay gái. Riêng vợ tôi trước khi phá thai có lần đã nằm mộng thì thấy một đứa bé trai. Ngài làm sao mà biết được hay vậy? Những việc của mỗi cá nhân làm không gì mà không lưu lại, còn gọi là di lậu, hiển lộ rõ. Tất cả việc mình làm thấy đều bị trời đất trong vô hình âm thầm ghi lại hết, nhưng bản thân mọi người lại không hay. Còn đinh ninh cho rằng sẽ không ai biết chuyện mình làm. Thực tế thì tất cả đều được ghi lại đủ, không sót mảy may. Những việc không hay phát sinh trong gia đình anh thảy đều do sát nghiệp tạo thành, mà trong đó tội phá thai là nặng nhất. Anh nhất định phải chí thành sám hối, tụng kinh ăn chay, phải vì mỗi vong thai đã bị giết đó mà tụng ít nhất 7 bộ Phật thuyết trường thọ, diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni kinh. Nhất định phải thành tâm, thành ý sám hối sửa đổi. Từ rày về sau không nên đánh đập vợ nữa. Anh có làm được như vậy chăng? Làm được, tôi nhất định làm được. Viễn Minh chấn động, cương quyết nói. Một tháng sau, Viễn Minh dẫn vợ là chị Trương đến gặp tôi. Lúc này khi ám đen trên gương mặt anh ta đã biến mất, hơn nữa dung nhan còn rất tươi tắn hớn hở, đầy vẻ tự tin. Vừa gặp tôi, Viễn Minh đã xúc động nói. Thật không thể nghĩ lường, tôi cảm nhận rõ ràng từng chữ từng câu trong kinh Phật thuyết pháp truyền thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni. Tôi vừa mới đọc một biến thì ngay đó đã cảm thấy muộn phiền đau đớn, nơi tim tôi tiêu mất. Thế là tôi vội đến y viện khám, nhìn vào thì thấy bản điện tâm đồ hiển thị bệnh tim đã hồi phục bình thường. Bác sĩ cũng rất là ngạc nhiên. Tôi nguyện từ nay nhất định kiên trì học Phật, tụng kinh sám hối, là một Phật tử chân chính, sống lợi ích cho chúng sinh. Hiện giờ thì quan hệ vợ chồng chúng tôi đã chuyển biến rất là tốt. Vợ và con cái cũng khởi sự bước vào đường học Phật. Nhờ Viễn Minh thực tâm sám hối, chân hành tụng, Phật thuyết trường thọ, diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni kinh, nên đã hóa giải oán hận nơi dông thai, giúp đứa bé sớm được đầu thai, đồng thời bệnh của anh cũng được hồi phục mạnh lành. Cả nhà đồng tu học theo Phật Pháp, thu được nhiều lợi ích. Xin giải thích thêm, phá thai được xếp vào tội sát sinh rất nặng. Những người phụ nữ từng phá thai cần chân thành sám hối và phải thực tâm quỳ trước Phật tụng kinh, Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni hoặc kinh Địa Tạng để hồi hướng cho các vong thai bị giết. Như thế mới có thể diệt tội. Tốt nhất là hai vợ chồng đồng sám tụ thì hiệu quả càng tốt. Bởi khiến nữ nhân từ hoài thai đến phá thai là trách nhiệm của nam nhân không thể trốn tránh. Câu chuyện thứ hai. Tôi kết hôn được mấy tháng thì có thai. Lúc đó do chưa hiểu Phật Pháp, chẳng biết nguy hại của báo ứng nhân quả. Xét thấy kinh tế lúc này chưa đủ để nuôi con, nên tôi đã phá thai. Sau đó công việc làm ăn dần dần phát triển, kinh tế khấm khá. Tôi lần lượt cho 3 đứa con chào đời. Tới khi mang thai đứa con thứ 4, tôi hoàn toàn thấy không vui vì bị vỡ kế hoạch. Do đã ngừa nhưng lại có thai ngoài ý muốn. Thế là tôi bèn đi phá thai, tạo thêm tội một lần nữa. Sau đó bạn bè tôi rủ đi chùa, tôi được may mắn nghe giảng pháp nên phát tâm học Phật và tập tu, sám tụng theo thời khóa hàng ngày. Từ đó tôi nguyện hành thiện, dứt ác như lời Phật dạy. Sau khi tự kiểm, tôi thấy mình đã tạo tội rất là nặng. 2 lần phá thai ngày xưa đem đến cho tôi nỗi ân hận không vui. Bây giờ tôi đã ngoài 50 tuổi, năm ngoái đi khám bệnh, bác sĩ nói tôi bị ung thư vú. Do hiểu được Phật Pháp nên tôi biết đây chính là báo ứng, là quả ác đã tới do nhân giết hại bào thai. Bây giờ chỉ có cách bình thản thọ nhận. Và tất cả những công đức tu hành tôi xin đem hồi hướng cho các vong linh thai nhi bị chết oan. Vì chúng mà tạo nhiều điều thiện lành, tôi cầu cho chúng được sinh vào cõi lành. Chính nhờ học Phật, nương nhờ vào sự gia bị của chư Phật, Bồ Tát, tuy tôi bị mắc bệnh ung thư nhưng lại không bị hành hạ đau đớn. Cho đến lúc bị giải phẫu mổ xẻ, tôi cũng chẳng thấy đau. Hơn 1 năm nay tôi sống an lạc. Có lẽ nhờ tôi biết ăn năn sám hối, tích công bồi đức, ăn chay,
phóng sanh niệm Phật, cho nên dù bị trả quả báo vẫn không thấy đau đớn. Tôi rất biết ơn chư Phật Bồ Tát. Còn em khác tôi là Vi thì không được như vậy. Chồng nó làm ở nước ngoài, nó có công việc rất tốt, rất bận rộn nên không có thời gian chăm sóc con cái. Khi Vi chuyển bụng sinh đứa con thứ hai, chồng nó vắng nhà, đứa bé sinh ra là con trai. Do Vi không hiểu Phật Pháp, nó không vui và cảm thấy đứa con này mang đến nhiều chướng ngại, nếu nuôi sẽ chuốc lấy phiền muộn và choáng mất thời gian không ít. Thế là Vi chẳng thèm bàn tính với chồng, nó nói với bác sĩ là nó không muốn có đứa con này. Vị bác sĩ cũng rất dạn tai và bạo gan, ông ta đồng ý giúp nó hại chết thai nhi. Vì mê muội, Vi đã tạo ra tội sát nhân, đến lúc phút hết rồi thì họa tới. Kết quả vừa tròn 55 tuổi thì Vi bị ung thư vú. Tuy đã phẫu thuật, xạ trị hóa học, chạy chữa đủ cách, Vi vẫn qua đời. Ngoài tội phá thai thì em gái tôi bình thường cư xử với mọi người rất tốt. Vì vậy khi mà nghe tin nó bị ung thư, ai cũng ngạc nhiên. Thế nhưng nhân quả báo ứng luôn theo ta như bóng với hình, nó đến không hề thiên vị một ai. Vì vậy tôi muốn nhắn nhủ với các chị em phụ nữ rằng, khi đã mang thai, xin đừng sợ phiền ngại nhọc. Bạn phải có trách nhiệm sinh con cho đàng hoàng và hãy dốc sức nuôi dạy chúng cho chu đáo, cho đến thành nhân. Cũng đừng lo kinh tế không đủ, vì mỗi đứa con đều mang theo phước báo riêng của chúng. Còn nhỏ Ngọc Thu, bạn thân của tôi, nó có nghề nghiệp ổn định, tánh tình thì nhu mì ôn thuận. Do không biết đạo, chẳng hiểu về Phật Pháp, nên Thu đã phá thai rất nhiều lần. Về sau nó bị chứng ung thư, khắp thân nổi đầy cục bú, hành nó đau đớn khổ sở khôn xiết, bệnh ngày càng nặng, các bác sĩ đều bó tay. Thu qua đời khi vừa tròn 45 tuổi. Sau khi học Phật Pháp, tôi mới biết phân biệt tà, chánh, đúng sai. Nếu tôi sớm biết Phật Pháp, tôi đã không tạo tội và không để cho bạn bè thân quyến của mình tạo tội. Tôi thấy ăn chay rất có ích, giúp thân tâm được trong sạch, dục niệm giảm. Còn ngược lại, ăn mặn thì dục niệm nặng, thân chuột, tiết dục chẳng dễ. Tôi muốn nói với các bạn là khi có thai, ngàn vạn lần chứ nên phá thai. Bạn đã tạo ra chúng thì phải nhận lấy trách nhiệm với sự có mặt của chúng. Bởi chính vì sự ngu si của tôi đã cướp mất cơ hội được làm người của các con tôi. Bây giờ biết tu sửa, tôi hối hận và khổ đau khôn cùng. Tôi xin phát nguyện đời đời kiếp kiếp, nếu sinh ra sẽ xuất gia tu hành, không bao giờ hướng vào hôn nhân nữa. Như thế tôi sẽ không phải tạo ra những tội ngu si như thế này. Tôi hy vọng hai chữ phá thai được bôi xóa vĩnh viễn ở trần gian, để mọi thai nhi có cơ hội làm người, gặp Phật Pháp tu hành lìa khổ được vui. Lời bàn: nạo phá thai là một việc làm vô cùng tàn độc của loài người, hành động chấm dứt mạng sống, cướp đi quyền được sống của những sinh mệnh bé nhỏ cần được lên án mạnh mẽ. Dưới quan niệm của Phật Pháp, linh hồn các thai nhi có năng lượng rất lớn, chúng có thể can nhiễu vòng từ trường bao bọc xung quanh con người, khiến người mẹ bị mất đi lý trí. Dưới đây là những quả báo mà người mẹ có thể phải nhận. Linh hồn hài nhi hay quấy phá người mẹ. Những linh hồn này rất khống khổ, chúng chưa đi hết đường đời của mình trên chương thế, nhưng đã phải lìa đời quá sớm. Xuống tới âm gian cũng chẳng có chỗ cho chúng nương thân. Chúng phải chịu đói, chịu khát, chịu lạnh và chịu đựng sự cô đơn dày vò khôn thấu. Chúng phải đợi tới khi dương thọ, vốn kỳ trong sổ âm tào kết thúc, chúng mới được giải thoát và được đi đầu thai kiếp khác. Chính vì vậy mà những đứa trẻ này đầy lòng oán hận với những người đã hút phá thai, đặc biệt là người mẹ ruột của mình. Linh hồn thai nhi quấy phá không cho mẹ sinh đẻ thêm. Sau khi cha mẹ nào hút chúng đi lại muốn sinh thêm em, thì chúng sẽ rất tức giận, đồng thời trút cơn tức giận đó lên đầu em trai và em gái của mình. Chúng hành hạ em mình, thậm chí còn khiến bà mẹ phải sảy thai, hoặc thai bị chết lưu. Đối với linh hồn, những hài nhi thù hận mẹ mình sâu nặng, thậm chí còn nhân lúc mẹ bị sảy thai mà lấy đi sinh mệnh của mẹ mình. Đó là nhân quả của việc phá thai mà người mẹ phải chịu đựng. Nhập vào cơ thể mẹ khiến họ mắc bệnh tật khó chữa. Linh hồn hài nhi có rất nhiều phương thức báo thù mẹ chúng, không chỉ riêng là cách sảy thai. Một cách thường thấy là chúng nhập vào thân thể của người mẹ không chịu xuống,
Chúng bám vào đâu thì nơi đó sẽ thấy rất khó chịu và mắc bệnh nọ, tật kia, khiến cho người mẹ mất lý trí. Linh hồn các hài nhi có năng lượng rất lớn, chúng có thể can nhiễu vòng từ trường bao bọc xung quanh con người, khiến người mẹ bị mất đi lý trí. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học hiện đại, cho rằng tỷ lệ tự sát của những người mẹ từng đọa thai cao hơn từ 3 đến 5 lần so với những người phụ nữ không đọa thai. Điều này là do người mẹ bị linh hồn anh hài bị đọa thai, khống chế và mất đi lý trí. Có rất nhiều bà mẹ trẻ vì lý do nào đó mà phải phá bỏ đi đứa con đang được hình thành trong bụng của mình. Đó là việc vô cùng dai dứt, khiến không ít người bị ám ảnh ân hận cả đời. Theo cơ sở khoa học, nạo phá thai có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người phụ nữ. Còn theo giáo lý nhà Phật, nạo phá thai tương đương với tội sát nhân và sẽ phải gánh nghiệp báo nặng nề. Chủ tâm nạo phá thai theo giáo lý nhà Phật không khác gì giết chết một mạng người vô tội. Tệ hại hơn nữa là sinh linh này bị giết chết khi đang chuẩn bị chào đời. Theo giáo lý nhà Phật, một sinh linh bị giết chết do kết quả của hành động nạo phá thai có chủ ý sẽ vất vưởng trong đối khác lạnh lẽo và cực kỳ thương tâm ở một không gian khác, vì chưa được luân hồi ngay mà phải chờ rất rất lâu sau. Vì người chủ tâm nạo phá thai đã gây ra nỗi thống khổ này của sinh linh vô tội, người đó chắc chắn bị báo ứng. Đại đức Thích Đồng Giải, trụ trì chùa Linh Sơn và chùa Vạn Phật ở thành phố Pleiku, Gia Lai, từng chia sẻ rằng không ít người phụ nữ cũng nói chuyện với ông vì một lẽ nào đó mà họ phải từ bỏ cái thai trong bụng mình. Tối ngủ, họ thường xuyên nằm mơ thấy một đứa trẻ lạ mặt chạy xung quanh. Con người không chỉ có một kiếp sống, người này gặp người kia để trả nợ, báo ân, báo oán và đòi nợ. Tùy theo duyên, nghiệp mà họ đi theo nhau đến cả ngàn kiếp. Việc không ít gia đình làm ăn lụi bại sau khi phá thai là điều phù hợp với luật nhân quả. Bởi khi sát sinh, nghiệp ác đó có thể báo ứng ngay ở hiện tại, tức kiếp này, hoặc tương lai, tức kiếp sau. Nhiều người gây nghiệp ác, phá thai còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chính vì thế, khi mắc sai lầm, hãy thành tâm sám hối bằng tất cả tấm lòng. Không nên tìm cách bào chữa, bởi không có lý do nào được xem là hợp lý để tước đi quyền sống của một con người. Con người, con gương nhân quả, cắt cổ gà vịt, quả báo ung thư lưỡi phải mổ quanh cổ, đau đớn, y như từng giết hại chúng sanh. Cô Đàm Thị Hoa, pháp danh Diệu Phước, sinh năm 1970, sống ở quận 12. Cô sinh ra trong một gia đình miền quê thuộc tỉnh Thanh Hóa. Năm 1984, cô theo cha vào Nam, sống chung với chú thím. Thấy hoàn cảnh chú thím khó khăn nên cô bắt đầu xin đi làm ở hãng kem ăn để kiếm tiền phụ giúp thêm cho gia đình. Làm việc được 2 năm, cô thấy lương quá ít nên chuyển sang cắt cổ gà cho nhà hàng bán hamburger. Sau 3 năm, nhà hàng phá sản, cô lại chuyển sang phụ bếp tại các nơi khác. Công việc vẫn là cắt cổ gà. Ngày tháng trôi qua, cô vẫn sống bình yên như vậy, cho đến khi cô lập gia đình và sinh em bé. Chồng cô làm việc ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà, một mình cô vừa đi làm vừa nuôi con nhỏ. Nhưng vì em bé quá ốm yếu, bệnh tật liên miên và cô cũng phát bệnh liên tục, nên cô đành phải bỏ việc phụ bếp. Cô ở nhà nhận vài đứa trẻ chăm sóc để có tiền chi phí hàng ngày, vừa tiện lo cho con. Năm 2007, lưỡi cô bắt đầu lở bên phải. Cô đã đi khắp các bệnh viện như tai, mũi họng, da liễu, Thống Nhất, Hoàn Hảo, Hoàng Mỹ, nhưng các bác sĩ đều bảo lưỡi cô bị viêm nóng và mọc nấm, chỉ cho thuốc uống, cô uống suốt mấy tháng vẫn không hết bệnh. Năm 2008, lưỡi cô bị thủng một lỗ lớn bằng đầu ngón tay. Cô thường khóc vì rất đau nhức, ăn cơm không được chỉ ăn cháo và ngày nào cũng phải ghé bác sĩ gần nhà để xin chích thuốc giảm đau. Cô hoàn toàn không biết bệnh này là do nghiệp sát sanh trước đây chiêu cảm. Sau đó cô đến bệnh viện da liễu tái khám, bác sĩ bảo chữa không khỏi, nên chuyển sang bệnh viện ung bướu. Sang bệnh viện này, cô bị cắt một ít ở lưỡi để sinh khiết. Sau một tuần có kết quả, bác sĩ không giấu mà báo thẳng cho biết cô đã bị ung thư lưỡi nên phải nhập viện mổ gấp. Vừa nghe xong, cô bủng rủng tay chân giống như người mất hồn, cô đi lang thang mãi. Về đến nhà, cô chỉ biết khóc và thở than với người thân. Đến tháng 3 năm 2009,
cô bị mổ nguyên đường vòng ngang cổ, giống như cô từng cắt cổ gà, lưỡi cũng bị cắt một nửa. Hành cô đau đớn quằn quại, lại không nói được, không ăn được, thức ăn loãng xoay nhuyễn lỏng mà phải đưa ống dẫn vào đường mũi, đau đớn vô cùng. Cô lâm vào tình cảnh, đúng như trong kinh nói, sống không được mà chết cũng không xong. Mổ hơn được một tuần thì bác sĩ điều trị yêu cầu cô phải nhổ 5 cái răng cắm mới tiến hành xạ trị ung thư. Cơn đau này chưa dứt thì cơn đau khác lại đến, sức khỏe suy yếu, cô phải chịu nỗi đau không thể nào diễn tả được. Miệng lúc nào cũng đầy máu, đêm không ngủ được. Bệnh tật ập đến khiến cô tuyệt vọng, không còn tha thiết sống, nhưng phải cố vì đứa con nhỏ. Sau khi nhổ răng xong được 2 tuần thì cô đi xạ trị. Xạ đến tia thứ 15 thì mặt cô đen thui giống như da con gà ác, miệng và cổ cứng ngắc không ăn, không nói được, cô quyết định bỏ cuộc. Lúc cô lâm vào tình cảnh đau đớn thể xác, cần người động viên an ủi thì chồng cô lặng lẽ chạy theo bóng hồng khác. Lần này chồng chất lên cô nỗi đau tinh thần, cô chỉ biết ôm con mà khóc. 3 tháng sau cô ăn cháo liên tục, có uống chút sữa nào thì cũng ói ra, cô nằm thiêm thiếp một chỗ. Cô phải dùng thuốc ngủ nhiều lần, vẫn không thể ngủ được, thức trắng suốt ngày đêm, cô bị suy nhược thần kinh. Cũng may, cô còn có một chút duyên lành, bà Phật tử gần nhà biết chuyện của cô, bà đến động viên khích lệ cô ăn chay niệm Phật. Ban đầu cô không nghe, bà vẫn kiên nhẫn khuyên bảo, mang các loại đĩa giảng về Phật Pháp, đĩa niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư tặng cho cô và muốn dẫn cô đi chùa, cô vẫn không chịu đi. Một hôm, ở chùa gần bên nhà có mở khóa tu một ngày, bà dìu cô đi. Cô vào nghe quý thầy giảng kinh niệm Phật cũng không hiểu nhiều. Cứ nhiều lần đi như vậy, dần dần cô được bà hướng dẫn quy y Tam Bảo. Giờ đó cô mới biết rõ quả báo. Mình mắc bệnh là do sát sinh vì cắt cổ gà quá nhiều khiến cô sợ hãi vô cùng. Bà tiếp tục hướng dẫn cô thỉnh Phật về nhà, hàng ngày tụng kinh niệm Phật lại sám hối. Từ đó ngày nào cô cũng đến trước Bồ Tát Quán Thế Âm, chí hành sám hối, phát nguyện ăn chay niệm Phật, không dám sát sinh. Tâm cô bắt đầu chuyển biến tốt, không còn nghĩ đến chuyện tự tử mà biết chấp nhận trả nghiệp, đi phóng sinh chung với các Phật tử ở chùa Hoằng Pháp, khuyên người ta phóng sinh. Ban đầu cô ăn chay kỳ, dần dần về sau cô ăn chay trường. Từ khi cô phát tâm sám hối, ăn chay tụng kinh niệm Phật thì sức khỏe cô ngày càng tiến triển tốt. Cô tăng lên được 10 mấy ký, và bệnh cô từ từ thuyên giảm. Cô không còn nghĩ đến bệnh tật và người chồng bội bạc. Cô dạy cho con không được sát sinh, ngay cả con kiến cũng thương nó, bởi vì trải nghiệm từ bản thân mình mà cô sợ hãi. Đến tháng 9 năm 2011, cô khi đi xét nghiệm máu ở bệnh viện thì bác sĩ báo sức khỏe cô hoàn toàn bình phục và không còn một chút tế bào ung thư. Cô cảm động bừng rỡ khóc nức nở, nhờ cô chí thành sám hối mà được cảm ứng đến Bồ Tát Quán Thế Âm, thật đúng như trong kinh dạy. Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối. Phật Pháp đã cứu độ cuộc đời cô như thế. Phật Pháp thật sự không thể nghĩ bàn. Hiện nay cô trở thành một Phật tử tin theo Phật Pháp tuyệt đối. Con người sinh ra ở cõi đời này, ai cũng phải làm việc để mà tồn tại. Nhưng phần đông, hàng phàm phu chúng ta đều tạo nghiệp ác. Có người vì chén cơm manh áo mà tạo nghiệp nói dối. Có người vì cơm áo gạo tiền bức bách mà tạo nghiệp sát sinh. Khi nhân duyên chín mùi thì quả báo đến chúng ta phải nhận lãnh. Vì thế trong kinh Đức Phật thường nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Câu chuyện của Phật tử Diệu Phước trả quả báo ngay đời hiện tại là do cô tạo nghiệp sát sinh. Câu chuyện giết Phật mang rợ, phải đền mạng, chân tay gãy làm ba đau đớn khùng xiết. Phật môn có câu, thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhưng quả không sai mảy may. Hôm nay tôi kể chuyện mình gặp ác báo để cảnh tỉnh đến thế nhân, chứ nên sát sinh tạo ác. Tôi là người tỉnh Cát Lâm, thuộc phố Thông Hóa, hiện là cán bộ trợ lý công ty Thông Cương. Có thể nói tôi là người ương ngạnh, cứng đầu, đối với động vật không có chút lòng lân mẫn xót thương. Vì tôi luôn cho rằng vật dưỡng nhân, vật sinh ra là để cho người ăn. Tôi còn cho rằng đó là khẩu phúc, phúc hưởng thụ của cái miệng. Là lộc ăn trời cho mình hưởng. Vì vậy mà tôi thẳng tay sát sinh, tỉnh bờ khai đao đại sát, giết mổ động vật.
tôi thường cùng các bạn đồng nghiệp tụ tập nhậu nhẹt, ra vào tủ quán, nhà hàng, thưởng thức thịt cá và đủ các món hải sản. Sau khi ăn uống xong, còn rủ nhau tới làng nướng, ăn thêm các món khoái khẩu. Mùa thu năm 2000, đám bạn gọi điện kể đang hợp mặt và rủ tôi tới ăn thịt dê. Tôi vừa nghe vậy thì cấp tốc lái xe qua đó liền. Té ra tụi nó để sẵn con dê mẹ, chờ tôi đến giết. Tôi chẳng nói chi, cầm ngay con dao sáng loáng, tàn nhẫn lủi vào con dê. Chẳng hề nghĩ nó bị đau đớn thống khổ, sau đó thì hứng máu lột da. Trước đó tôi đã từng giết gà mổ dịch, sát hại hơn mười mấy con chó và một con mèo. Khi đó tôi chẳng biết gì về Phật Pháp, không hiểu sát sinh là tội nặng, nhưng chẳng thể vì không hiểu biết mà không bị quả báo. Giết dê xong thì bao tử tôi bắt đầu đau dữ dội. Đau tới chẳng thể ăn được miếng thịt dê nào. Ngày 31 tháng 10 năm 2001, công ty tôi có chiến dịch tổng vệ sinh. Tôi còn nhớ hôm đó vào khoảng 13 giờ 10 phút. Tôi trèo lên thang cao làm việc, vô ý sảy chân té xuống đất. Nghe đau đớn tối tăm mặt mày, rồi không hay biết gì nữa. Lúc tôi tỉnh dậy thì tôi thấy mình nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình nơi y viện Thông Cương. Trong lúc hôn mê, tôi thấy có một vị thiên thần, chẳng biết là tên là gì. Chỉ nghe ông nói, mì là kẻ không có chút lòng từ bi, do sát sinh nên phải gặp quả báo này. Nói xong thì ông biến mất. Khi thuốc mê tan, tôi mới biết do mình té từ trên cao xuống, nên tay và chân trái bị gãy làm ba, phải nẹp trụ thép. Nằm bệnh viện được hơn 3 tháng thì tôi chống nạn xuất viện. Nhưng chưa được bao lâu thì ruột xảy ra vấn đề, ăn gì cũng bị ói ra. Đến y viện chẩn khám mới biết ruột bị nghẽn, đành phải phẫu thuật. Trong lúc hôn mê, tôi lại thấy vị thiên thần nọ, ông nói, ác nghiệp của mi quá sâu, cần phải đền trả. Kết quả là tôi bị mổ xẻ. Hôm sau xuất viện, gặp mấy người bạn cho tôi xem một số tạp chí, sách báo Phật giáo. Ngày đây tôi xin giải thích rõ là tôi cũng từng quy y Tam Bảo, cũng có ăn chay 2 tháng, nhưng tôi nhịn không nổi cơn thèm nên bắt đầu ăn mặn lại. Hơn nữa tôi cũng còn hoài nghi về thuyết nhân quả luân hồi, cho là không hề có thật. Tôi cũng dèm pha, nhạo báng những người học Phật. Bây giờ nhớ lại các khổ báo phải thọ này, đúng là mình làm mình chịu, còn có thể trách ai? Tôi đọc xong mới sách Phật giáo rồi mới hiểu rõ, nhân quả là chân lý, không thể đả phá, cho dù trải qua hàng trăm ngàn kiếp. Nghiệp tạo chẳng mất đi, nhân duyên hội đủ, quả báo đến là thọ. Lúc viết bài kể lại kinh nghiệm mình đích thân trải qua này, tôi quả có do dự vì tôi chưa từng kể với ai, cũng chưa hề cho ai biết sự hung tàn của mình do ác nghiệp mà tôi tự chiêu họa. Nhưng giờ đây sau khi hiểu minh bạch rồi, tôi quyết định là phải viết kể ra hết, hy vọng cảnh tỉnh những người giống tôi, dừng tay không sát sinh tạo tội nữa, đồng thời cũng cảm tạ Phật Pháp đã giúp tôi thức tỉnh và tăng thêm tính tâm. Thanh Liên Thanh. Câu chuyện có thật được chính người con trai kể lại. Mẹ tôi tim ngừng đập, thoát chết diệu kỳ nhờ Phật Pháp nhiệm màu. Tháng 2 năm 1989, tôi quy y Phật tại chùa Ngọa Long ở Tây An với Đại sư Trí Chân. Năm 1991, tôi đến nhậm chức và giảng dạy tại một cao học nọ ở Bắc Kinh. Hơn 20 năm nay, tôi chuyên giảng dạy đào tạo người, vừa nghiên cứu khoa học vừa tu hành. Tuy chưa đủ tinh tấn, nhưng trong sinh hoạt lẫn công tác, đã hưởng được nhiều lợi ích thâm sâu. Trước đây những chuyện học Phật chưa cảm ứng vô biên, toàn là tôi được nghe từ các pháp lữ kể. Nhưng sau này thì chính tôi đã đích thân trải qua. Chuyện có thật này phát sinh ngay tại nhà tôi, kỳ lạ và huyền diệu không lường. Vì muốn báo ân chư Phật Bồ Tát, tôi xin đem việc này thuật lại, mong chư vị Phật tử tăng trưởng thêm lòng tin chân chính, kiên định. Đầu năm 2008, mẹ tôi bệnh tim và cao huyết áp nghiêm trọng. Chưa đầy nửa năm đã 4 lần do tim đập mạnh, ngừng đột ngột mà bị hôn mê ngất xỉu. Có lần ba tôi ra chợ mua đồ, mới rời mẹ tôi ra ngoài chừng nửa tiếng, thì khi về đã thấy bà té nằm trên đất, dập đầu chảy máu, rồi sau đó dù bà có tỉnh nhưng không đủ sức bò dậy. Lúc tôi đưa mẹ đến các bệnh viện lớn để điều trị, mẹ tôi không còn sức để đi. Bác sĩ khám, thấy tim mẹ tôi đập nhanh hay bị hồi hộp, hoảng loạn, mạch bị bế và nhảy thất thường. Bác sĩ bảo, người già 85 tuổi mà mổ sẽ nguy hiểm rất lớn. Nếu không suy kiệt đến cùng thì cố gắng không phẫu thuật.
Vì vậy chỉ có thể dùng thuốc để xoa dịu bệnh tình mà thôi. Đến năm 2009, mẹ tôi cứ cách 1-2 ngày là phát bệnh, cơ hồ suốt đêm không ngủ được. Bác sĩ cho thuốc trị tim và cao huyết áp nhưng thảy đều vô hiệu. Thế nên tôi thật buồn khi nhìn cảnh mẹ tôi trị bệnh không hiệu quả. Những khi tiết trời thay đổi, bệnh bà càng trở nặng. Thậm chí đài khí tượng mới dự báo khí lạnh đến từ Tân Cương thì mẹ tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Thân thể bà suy cực điểm. Ban đêm tim thường bị ngừng đập và nhảy loạn xạ, gây cho bà cảm giác hồi hộp khủng hoảng. Thứ bảy cuối tháng 5 năm 2009, tôi đến thôn Trung Quang thăm sông thân. Cha tôi bảo khí trời mùa hạ oi bức, luôn nóng như thế này, e rằng mẹ con không qua khỏi. Không thể ngồi đó nhìn chờ mẹ chết, trong giây phút nguy cấp tôi nghĩ đến Phật Pháp và muốn ngầm tạo công đức cho mẫu thân. Lúc đó tôi mới thuộc Kinh Kim Cang. Tôi biết công đức Kinh Kim Cang vi diệu không thể nghĩ lường, nên quyết định tụng Kinh Kim Cang. Hồi hướng công đức cho bà, cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ bệnh của mẹ tôi chuyển tốt. Thế là chủ nhật tôi bắt đầu tụng, hàng ngày cứ 5 giờ sáng tôi thức dậy tụng một bộ Kinh Kim Cang. Tụng rồi hồi hướng hai nguyện. Trước tiên là cầu cho quan gia trái chủ của mẫu thân. Học Phật hơn 20 năm, tôi biết những bệnh chữa trị vô hiệu đều thuộc về nghiệp chướng, nhất định là do oan gia trái chủ tìm đến đòi nợ quấy nhiễu. Vì vậy tôi rất cần hồi hướng cho những oan gia trái chủ mà mắt phàm không nhìn thấy này. Nội dung hồi hướng đại khái như sau: tôi xin hồi hướng công đức tụng Kinh Kim Cang này cho tất cả oan gia trái chủ của mẫu thân. Xin chư vị oan gia đừng hành hạ dày vò mẹ tôi nữa. Tôi biết các vị rất khổ, mẹ tôi cũng khổ. Nhưng cứ quấy nhiễu thế này sẽ khiến đôi bên lưỡng bại câu thương đều bị thiệt hại. Giờ đây tôi tụng Kinh Kim Cang xin hồi hướng công đức cho chư vị. Cầu chư vị tiêu nghiệp chướng, có thể ly khổ đắc lạc, thác sinh vào cõi lành. Mong chư vị phát tâm quy y Tam Bảo, tin và nguyện niệm Phật, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau đó tôi hồi hướng cho mẫu thân như sau: nguyện mẹ con nghiệp chướng tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, khang kiện trường thọ, phát tâm tin và nguyện niệm Phật, sau khi mãn báo thân này, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi tụng một tuần xong bài bộ Kinh Kim Cang. Bởi lúc tụng vào khoảng 5 giờ sáng, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người thân nên tôi chỉ tụng thầm. Lúc tụng văn hồi hướng cũng niệm thầm, trong tâm tưởng rõ ràng từng biến, chỉ là không đọc ra thành tiếng. Nhưng mà chuyện tụng Kinh Kim Cang hồi hướng cho mẹ này, tôi tuyệt chẳng hé răng đối với mẹ hay bất kỳ một ai biết. Sau một tuần, tôi đi Trung Quang thăm sông thân. Khi tôi hỏi thăm bệnh tình của mẹ, phụ thân tôi tỏ vẻ hưng phấn nói: thật may, cả tuần này tim và huyết áp của mẹ con đều ổn, nên hàng ngày bà ngủ rất ngon, liên tục 7 ngày mà không phát bệnh. Đây là việc chưa từng có gần một năm nay. Nghe vậy tôi khấp khởi mừng, thầm đoán rằng chuyện mình tụng kinh cho mẹ đã có tác dụng. Thế là tôi kể cho mọi người nghe sự tình, ai nghe xong cũng kinh ngạc, đồng cho là vi diệu không thể lường. Sau đó mẹ mới khai ra chuyện bà giấu giếm bấy lâu nay, tôi nghe càng chấn động dữ. Mẹ tôi thổ lộ rằng trước đây bà sợ nói ra cả nhà sẽ không ai thèm tin nên đành im lặng. Số là gần một năm nay, tối nào bà cũng bị huyết áp tăng cao, tim mệt cực kỳ, ngủ không được, hơn nữa còn luôn nhìn thấy có người đi qua đi lại trong nhà. Mẹ tôi nhấn mạnh là bà không hề nằm mơ, vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Vậy mà vẫn luôn nhìn thấy đám người đó. Tôi hơi hoảng, hỏi liền: Họ ra sao? Hả mẹ? Mẹ đáp: họ có đủ nam nữ, tuổi tương đối lớn. Thế hình dáng thế nào hả mẹ? Đa số thì mẹ không nhìn rõ mặt mày. Không chỉ có vậy, vào nửa khuya mẹ còn nghe tiếng phụ nữ khóc lóc. Có lần còn bị một ông to tướng cường tráng, tướng mạo hung dữ nhào đến chụp cánh tay, mẹ dằn lại thoát ra. Mẹ giải thích, bởi vì sợ thấy đám người này nên mỗi tối ngủ mẹ đều không dám quay mặt ra ngoài. Nhưng dù có nằm quay vô vách thì lần nọ trước mặt mẹ chưa đầy 30cm bỗng xuất hiện một kẻ vừa già vừa xấu, cực kỳ dơ bẩn hôi tanh, đến nỗi mẹ phải nùng thốc nùng tháo, ói mửa liên hồi, rồi kẻ quái gì đó mới biến mất. Trước năm 1949, mẹ tôi tốt nghiệp đại học, hồi chưa nghỉ hưu từng là nhân viên của Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp của Trung Quốc. Bà làm việc tại thôn Trung Quang.
do bản thân là dân trí thức cao cấp, lại có bề dày công tác mấy mươi năm tại diện khoa học, bà đâu bao giờ tiếp xúc với những gì được xếp loại là mê tín. Tất nhiên chẳng thể nào chấp nhận được các hiện tượng bao gồm người và vật thuộc lĩnh vực này. Bà không bao giờ tin là có quỷ thần. Nhưng lần này oái âm thai, chính bà lại đích thân diện kiến quỷ khi đang còn sống. Lại không phải do ảo giác mà thấy. Điều này khiến mẹ tôi dù không muốn cũng phải tin. Tôi hỏi, sao mẹ không nói sớm cho con biết? Mẹ không hiểu chuyện này rất nguy và đáng sợ hay sao? Điểm đáng sợ chính là khi đó một chân mẹ đã bước vào quỷ môn quan rồi. Tôi giải thích cho mẹ rõ. Trong lục đạo thì nhân đạo, xuất đạo và quỷ đạo, cả ba cõi này đồng sống trong một không gian. Cõi xuất sinh chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng cõi quỷ thuộc âm tính. Vì vậy mà con người bình thường nhờ dương khí thịnh hơn nên những chúng sinh cõi quỷ không cách chi mà tiếp cận được. Bởi vậy mà ta không thấy họ. Thế nhưng các oan gia trái chủ đã qua đời hiện đọa trong quỷ đạo luôn trực sẵn, đợi lúc con người bệnh nặng hoặc sắp chết, khi âm thịnh và dương suy, thì chúng lập tức đến tiếp cận để đòi nợ, hành hạ, báo thù. Vì vậy, ngày giây phút mẹ nhìn thấy chúng sinh cõi quỷ, tức là một chân đã bước vào quỷ môn quan rồi. Nếu mẹ chịu báo sớm cho con hay mọi điều, thì con có thể làm Phật sự để giải cứu mẹ sớm hơn. Mẹ nói, nhưng khoảng một tuần nay mẹ không còn thấy quỷ nữa. Chính là bắt đầu từ hôm tôi tụng kinh hồi hướng công đức cho mẹ và oan gia trái chủ của bà, thì ngay tối hôm đó chúng quỷ đã biến mất hết, suốt cả tuần không đến quấy rầy nữa. Trọn cả nửa năm sau đó, tôi một bề tụng kinh Kim Cang hồi hướng cho song thân, tụng khoảng 100 bộ. Kể từ chủ nhật mùa hạ năm 2009 trở về sau, bệnh tim và chứng cao huyết áp của mẹ tôi đã chuyển biến tốt. Mỗi ngày uống thuốc một lần, lượng thuốc cũng giảm đi phân nửa, ít hơn bình thường. Song thân tôi thuộc giới trí thức, họ tốt nghiệp đại học trước năm 1949, cùng là nhà khoa học ưu tú, công tác tại Viện Khoa học cao cấp, nên thuyết phục họ tin Phật là rất khó. Tôi học Phật đã hơn 20 năm, một bề tuyên dương Phật Pháp cho song thân hiểu, nhưng gia phụ một mực bán tin bán nghi, còn mẹ thì dứt khoát không tin. Nhưng kể từ lúc tu tụng Kinh Kim Cang cầu cho mẹ chưa được cảm ứng vi diệu, chính việc này đã khiến hai nhà khoa học gia cứng cỏi của tôi chấn động và cảm kích. Lần này thì hai vị hoàn toàn tâm phục khẩu phục, bắt đầu tin Phật giáo và phát tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Mẹ tôi năm nay 88 tuổi, hàng ngày mỗi sáng tối bà đều bỏ ra một tiếng đi tản bộ, vừa đi vừa niệm Phật, tinh thần và sức khỏe sung mãn. So với nửa năm trước giống như hai người khác nhau vậy. Gia phụ cũng 88 tuổi, hàng ngày ông cũng kinh hành niệm Phật hơn 2 tiếng. Tôi còn mua một máy niệm Phật cho mở ở nhà suốt 24 giờ, hỗ trợ song thân nhiếp tâm mạnh thêm. Chuyện cảm ứng của tôi nếu nhận xét theo khoa học vẫn hội đủ điều kiện để chứng minh. Rõ ràng là suốt tuần lễ tôi tụng Kinh Kim Cang cầu cho mẹ, tôi không hề thổ lộ điều này cho song thân hoặc bất kỳ ai biết. Và ngay trong thời gian tụng kinh, tôi cũng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện bí ẩn của mẹ. Vì vậy, khi mọi sự được hóa giải im đẹp, chẳng thể kết luận rằng tất cả đều do tôi tự kỷ ám thị hoặc ảo giác tạo hành. Do vậy mà tôi hoàn toàn xác tín công đức, Kinh Kim Cang, quả thực mầu nhiệm không thể nghĩ lường.